chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện Khuynh Thành Tiểu Nông Nữ, tập 60, chương 1181 thượng quan huyền dật nhất trực truy ở phía sau hắn hai người tới một chỗ trên đất trống lúc này xuất hiện mười cái người áo đen đem thượng quan huyền dật bao vây vừa rồi cái kia người áo đen quay đầu đắc ý nhìn xem thượng quan huyền dật thụy vương gia hôm nay là tử kỳ của ngươi hôm nay bọn hắn cái thứ hai nhiệm vụ có cơ hội đem thụy vương giết thượng quan huyền dật không có lên tiếng hắn lạnh lùng nhìn xem trước mặt mười cái người áo đen rất tốt đế đô thành thế mà ẩn nút nhiều như vậy nam cung quốc sát thủ, cũng không biết còn có hay không đâu. Hắn tiện tay liền đem kiếm trong tay ném ra ngoài, kiếm lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, nhắm thẳng vào vừa rồi tên kia người áo đen tim. Kiếm tốc độ quá nhanh, người áo đen thấy kiếm tốc độ mặc dù nhanh, nhưng kiếm khí không mạnh, hắn liền không có tránh, chỉ là dơ kiếm đón đỡ, chỉ là không nghĩ tới kiếm của hắn, căn bản liền cản không ra thượng quan huyền giật kiếm, kiếm của hắn còn không có cận thân, liền bị một cổ vô hình lực lượng ngăn, cùng lúc đó, kiếm vững vàng lấy lôi đình chi tư, xuyên qua thân thể của hắn, bay ra ngoài, người áo đen vô ý thức xoay người quay đầu nhìn thoáng qua bay ra ngoài kiếm, sau đó lại cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, có chút không thể tin được kiếm cứ như vậy xuyên qua thân thể của mình, hắn căn bản cũng không có cảm giác a, à. ngay sau đó kịch liệt đau nhức liền truyền đến, sau đó hắn ầm vang ngã xuống đất, quá nhanh, đây hết thảy chỉ phát sinh tại trong chớp mắt hai mắt nhắm lại vừa mở lúc, kiếm liền xuyên qua người áo đen thân thể bay xa, mười cái người áo đen đều cả kinh nhất thời mắt trợn tròn, đem bản vương nhi tử giao ra. Bản vương suy tính một chút thả các ngươi một con đường sống. Để các ngươi từ đây sống không bằng chết, lên. Người áo đen người dẫn đầu gầm thét một tiếng, lúc đầu bọn hắn nhiệm vụ thứ nhất chính là cướp đi Thụy Vương trưởng tử, sau đó có cơ hội liền dẫn Thụy Vương một thân một mình đến đây, cũng đem hắn giết. Bởi vì có Thụy Vương tại, Nam Cung Quốc muốn đánh hạ Mẫn Trạch Quốc, thực sự quá khó. Mười cái hắc y che mặt người cùng một chỗ dơ kiếm hướng thượng quan huyền giật xông lại. Mỗi người bọn họ kiếm trong tay đều là có huyền cơ, có người kiếm ở nửa đường đột nhiên miệng phun kim châm, lấy mắt thường đều nhìn không thấy tốc độ hướng thượng quan huyền giật bay đi. Có người trong tay kiếm, thân kiếm quanh co khúc khuỷu, nửa đường đột nhiên đoạn mất một đoạn, bên kia liên tiếp xích sắt, mũi kiếm giống một đầu phun lưỡi rắn độc, hướng thượng quan huyền giật tắt tới, có người kiếm trong tay, trên thân kiếm mang theo rất nhiều câu đâm, nếu là bị cái này kiếm đâm bên trong, kiếm thông qua thời điểm, có thể mang ra một đống bọc thịt, tóm lại binh khí là đủ loại cổ quái, cái này 10 cái người áo đen võ công đều là cực cao, hắn là nam cung quốc hoa thời gian mười mấy năm bồi dưỡng ra đến một nhóm sát thủ, về sau mấy năm này càng là tăng lớn tính nhắm vào huấn luyện, chuyên môn dùng để đối phó thượng quan huyền giật từ khi thượng quan huyền giật lãnh binh diệt tây nguyệt quốc về sau nam cung quốc hoàng thượng liền bắt đầu bồi dưỡng cái này một nhóm sát thủ thượng quan huyền giật lãnh binh quá lợi hại không chỉ là lãnh binh như thần hắn quản lý quốc sự năng lực cũng quá mạnh mấy năm này mẫn trạch quốc phát triển quả thực tựa như là mũi tên đồng dạng quá nhanh để một lòng nghĩ thống nhất thiên hạ nam cung quốc không thể không phòng cho nên hắn bồi dưỡng một nhóm sát thủ Chuyên môn đối phó dần dần trưởng thành thượng quan huyền vật cùng mẫn trạch quốc thế hệ tuổi trẻ có tài cán người hiện tại mười mấy người này còn không phải toàn bộ sát thủ chỉ là lần này xuất động chính là ăn ý mạnh nhất một đội thôi một người mạnh hơn cũng không thể so một đám người mạnh nam cung quốc hoàng thượng tin tưởng chỉ cần thượng quan huyền vật lạc đàn hắn những cái này võ công cao cường sát thủ tuyệt đối có thể lấy tính mệnh của hắn thượng quan huyền vật nhìn xem bay tới vũ khí con mắt hiếp mắt nhíu lại cái này khiến hắn đối tình huống trước mắt thấy càng rõ ràng hơn. Khóe miệng của hắn nhịn không được bên trên dương lên, đã thật lâu không có gặp gỡ có thể để cho hắn cẩn thận ứng đối tình huống. Hắn đều có chút độc cô cầu bại cảm giác, cái này 10 cái người áo đen đều không đơn giản, mà bọn hắn phối hợp lại càng thêm không đơn giản, quá hoàn mỹ, có thể nói 360 độ, không có một đầu sinh lộ, thượng quan huyền giật thân hình nhảy lên, hắn liền bay đến giữa không trung mười mấy tên người áo đen cái thứ nhất công kích toàn bộ thất bại. Cho dù ai cũng không nghĩ ra thượng quan huyền giật thế mà có thế vọt phải cao như vậy, có hơn mấy trượng A. Nếu như hắn đi công thành lời nói, không cần thang mây, hắn trực tiếp có thể phóng qua tường thành đi. Đây là cường đại cỡ nào kinh công A, cái này căn bản không phải người có thể làm được A. Thượng quan huyền giật trong tay không có kiếm, hắn rơi xuống đất nháy mắt, cởi xuống bên hông màu vàng đai lưng, đai lưng giải khai về sau, nháy mắt liền biến thành một đầu trường tiên, hắn nhẹ nhàng lắc lắc trường tiên, trường tiên liền phản phất biến thành một đầu kim long, phát ra một tiếng gào thét, hiểu nhi thích vung roi, hắn mấy năm này cũng yêu, đem một đầu mềm hoặc trường tiên làm sống, kia là rất thoải mái sự tình, đầu này roi là hiểu nhi đưa cho mình, là dùng hoàng kim cự mãn trúc bỏ ra, tại không gian gia công trong phường làm được, bình thường mềm mại phải không thể tưởng tượng nổi, có thể tùy ý biến hình, có thể làm roi dùng cũng có thể làm nhuyễn kiếm dùng, một khi đưa vào đầy đủ nội lực, liền giống như là sống đồng dạng. Đầu này roi cũng không phải là cái gì người đều có thể dùng, hiểu nhi liền dùng không sống đầu này roi, bởi vì nội lực không đủ. Hoàng kim cự mãn gia, vật kia hấp thu bao nhiêu năm nhật nguyệt tinh hoa, nội lực không đủ thâm hậu căn bản là làm bất động nó. Đầu này trường tiên chế tạo ra đến về sau, nàng liền yêu không tiếc tay, lúc đầu nghĩ lột hoàng kim cự mãn gia, nhiều chế tạo một đầu, Hoàng Kim Cự mãn thấy hiểu như nhìn mình long long nhỏ thân thể, liền biết nàng suy nghĩ gì, lập tức liền nói: Công lực của nàng không đủ, vung không động này đầu roi. Nàng thử một lần, dùng hết nội lực, y nguyên mềm hoặc, một điểm lực sát thương đều không có mới coi như thôi. Kim Tiên Tử mới ra, mười mấy tên người áo đen đều cảm thấy con mắt bị kim quang đâm một cái, sau đó liền thấy rõ ràng thượng quan huyền giật đồ trên tay, làm bằng vàng thành roi. Dạng này roi có thể sử dụng sao? lúc này roi đều là dùng động vật da làm, dùng vàng làm roi khó trách bọn hắn kinh ngạc. Thượng quan huyền giật chân mới vừa địa, mười mấy tên người áo đen công kích liền giây phút không kém phát ra. Phần này ăn ý, phản phất mười mấy dạng binh khí là cùng một người phát ra tới đồng dạng. Quả nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện, thượng quan huyền giật trường tiên hất lên, chính là một vòng, sau đó toàn bộ binh khí đều bị đánh rơi. Người áo đen sờ lấy mình bị chấn đau lòng bàn tay, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn quá kinh ngạc. Bọn hắn vì tốc chiến tốc thắng, thế nhưng là dùng 10 thành công lực, thượng quan huyền dật roi muốn đánh bay binh khí của bọn hắn, khi công lực nhất định phải so công lực của mình thâm hậu, căn cứ này lên kia xuống đạo lý, thượng quan huyền dật cản trở bọn hắn trong đó một người binh khí, như vậy trong tay hắn trường tiên liền sẽ đánh tan bọn hắn một người trong đó công lực, trường tiên uy lực liền không có lợi hại như vậy. Có một sát thủ mắt trợn tròn, một roi đem bọn hắn 10 người binh khí trong tay đều đánh rụng kia một roi uy lực là vô cùng sao? Không phải, làm sao có thể làm được, chương 1182, Thượng quan huyền giật công lực đến cùng bao sâu dày A. Bọn hắn mười mấy người công lực cộng lại đều không đủ sự lợi hại của hắn, nội lực của hắn phản phất vô cùng vô tận đồng dạng, thế nhưng là trên đời này làm sao có thể có người sẽ có được vô cùng nội lực, đây không có khả năng, thế giới này không có khả năng có như thế nội công thâm hậu người. Nội công tu luyện là cần thời gian, càng là thâm hậu càng khó đề cao thượng quan huyền giật coi như lại có thiên phú nhưng tuổi của hắn còn tại đó không khả năng sẽ có thâm hậu như vậy nội công sát thủ thủ lĩnh nghĩ thầm bản vương hỏi lại các ngươi một lần bản vương hài tử đâu thượng quan huyền giật lạnh lùng mà hỏi không có một cái người áo đen nói chuyện bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái sau đó lại bắt đầu phát động công kích muốn chết thượng quan huyền giật sắc mặt lạnh lẽo trong tay trường tiên lại là hất lên. Lần này bọn hắn mười mấy người trực tiếp liền người mang binh khí bay ra ngoài, ngã xuống đất bọn hắn nhao nhao phun ra một nguồn máu tươi, bọn hắn lại một lần bò lên, có năm người đối thượng quan huyền giật phát động công kích. Còn lại mười người cấp tốc đứng lên chạy, mười mấy người cùng một chỗ phát ra công kích bị người một chiêu liền phá, tiếp tục đánh xuống cũng không có gì hay, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, cho nên bọn hắn theo quy củ, mấy người lưu lại kiềm chế lại thượng quan huyền giật, những người khác thừa cơ chạy, muốn chạy. Thượng quan huyền giật lại vung ra một roi, năm người kia lập tức liền phân đi ra, mà lại ngũ tạng lục phủ đều chấn vỡ, là rốt cuộc không đứng dậy được, mười tên người áo đen cũng không ngu ngốc, bọn hắn là tách ra chạy trốn. Thượng quan huyền giật thi triển kinh công đuổi theo, trong tay phi tiêu lập tức liền giải quyết gần đây cái kia người áo đen, ngay sau đó lại đi một phương hướng khác truy, đồng dạng phi tiêu mới ra, người áo đen nháy mắt ngã xuống đất, thượng quan huyền giật bay ra phi tiêu sau thậm chí nhìn cũng không nhìn một chút, lại đi một phương hướng khác đuổi theo. Như thế, trong vòng một phút hắn liền giải quyết ba cái người áo đen, lúc này ngự lâm quân cũng đuổi theo, thượng quan huyền giật lập tức cho bọn hắn chỉ mấy cái phương hướng, sau đó còn sót lại người chính hắn tự mình đi đối phó. Một những sát thủ kia tất cả đều thụ thương, chạy không nhanh, cuối cùng thượng quan huyền giật bắt sống một sát thủ áo đen thủ lĩnh cái khác toàn bộ đều đánh chết. Thượng quan huyền giật đem sát thủ áo đen thủ lĩnh giao cho ngự lâm quân, để bọn hắn đem hắn giao cho Triệu Dũng, Triệu Dũng sẽ an bài người xử lý, hắn muốn để cái này người sống không bằng chết. Sau đó thượng quan huyền giật cấp tốc thi triển kinh công hướng cửa thành mà đi, hắn phải đi cửa thành tìm hiểu một chút tình huống. Thượng quan huyền giật tiến đến cửa thành thời điểm, hắn trông thấy bọn quan binh đã bắt đầu trục nhà trục hộ điều tra, thượng quan huyền giật vừa xuất hiện ở cửa thành chỗ, chủ tử triệu dũng tranh thủ thời gian hành lễ thi lễ phát sinh như thế đại nhất sự kiện triệu dũng tranh thủ thời gian chạy tới chỗ cửa thành trông coi hắn phải tự mình trông coi cửa thành để phòng có người mang theo tiểu chủ tử ra khỏi thành triệu hữu hách cũng tranh thủ thời gian chắp tay hành lễ nói thụy vương vừa rồi một cái làn da ngâm đen phu nhân ôm lấy một cái làn da ngâm đen hài nhi nghĩ ra khỏi thành ta cảm thấy đứa bé kia dáng dấp có điểm giống tiểu hoàng tôn phụ nhân kia có bách tính trông thấy nàng hướng cái hướng kia rời đi ta đại ca đã đuổi tới ngươi cùng ta cùng đi đã hắn trông thấy người kia tìm ra được càng thêm dễ dàng một điểm vâng triệu hữu hách cấp tốc mang theo thượng quan huyền dật hướng phụ nhân rời đi phương hướng tiến đến phụ nhân kia ôm lấy hài tử thoát đi phương hướng là thành tây phương hướng nơi này là toàn bộ đế đô thành địa phương hỗn loạn nhất cái gì tam giáo cửu lưu người đều ở chỗ này mà lại nơi này đa số đều là ngoại lai nhân khẩu ở một hộ viện tử thậm chí ở mấy hộ người triệu hữu uy mang theo thị vệ một hộ một hộ vào nhà điều tra phanh 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 mở cửa mở cửa quan binh điều tra mở cửa nhanh một tên binh lính đi vào nơi nào đó dùng sức gõ cửa triệu hữu uy đứng ở ngoài cửa chờ lấy người ở bên trong mở cửa binh sĩ đập một phút đồng hồ cửa bên trong mới truyền đến một cái lão thanh âm của người tới rồi tới rồi gọi hồn đâu không có cách bao lâu Cửa liền bị mở ra, lão nhân trông thấy ngoài cửa đứng nhiều như vậy quan binh, giật nảy mình, sai gia, ta không có phạm pháp a, à, các ngươi lúc này làm gì? Trong cung xuất hiện thích khách, chúng ta là phụng hoàng mệnh trục nhà trục hộ điều tra. Đây là lệnh kiểm soát, làm phiền ngươi phối hợp một chút, Triệu Hữu uy đem một trang giấy đưa tới lão nhân trước mặt để hắn nhìn. Ai u, ta lại không biết chữ, làm sao biết đây có phải hay không là thật lệnh kiểm soát a? À, thật giả không được, từng nhà đều muốn tiếp nhận điều tra chống lại ý chỉ người giết chết bất luận tội triệu hữu uy không thèm phí lời với hắn thụy vương trưởng tử vẫn chờ hắn đi cứu đâu đúng a à, mau nhường mở không phải chúng ta liền phải hoài nghi ngươi cố ý chứa chấp thích khách đưa ngươi bắt đến trong lao lão nhân nghe lời này rốt cục sợ đừng 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 ta tuyệt đối không có chứa chấp thích khách chỉ là đại nhân các ngươi điều tra thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút a à, đừng đem phòng bên trong đồ vật làm hư a à, ta không có bạc lại mua qua a à lão nhân nói lời này thời điểm thuận thế tránh ra thân thể để bọn thị vệ đi vào triệu hữu uy dẫn đầu đi vào những binh lính khác đi theo cẩn thận một điểm nhưng cũng đừng làm hư lão đồ của người ta nếu không mình móc bạc bồi vâng bọn thị vệ nghe lời này tranh thủ thời gian đáp lão nhân phòng rất đơn giản chỉ có một gian nhà chính một cái viện một cái nhà bếp hắn tất cả sinh hoạt thường ngày đều tại gian kia nhà chính bên trong hắn hẳn là một cái nghề mộc phòng bên trong chất đóng lấy một chút làm tốt đồ nội thất còn có một số làm một nửa ghế gỗ nhỏ trên mặt đất cũng có thật nhiều mảnh gỗ vụn vừa rồi gõ cửa thời điểm bên trong liền truyền đến gõ gõ đập đập thanh âm có thể thấy được vừa rồi hắn hẳn là ngay tại làm cái này ghế gỗ căn phòng này chỉ có một mình ngươi ở đúng vậy a à, vợ con ta đều không có chỉ có ta một người sát vách viện tử cũng là của ta bởi vì ta chỉ có một người ở không được nhiều như vậy địa phương liền đem lúc đầu viện tử ở giữa mở chỉ lưu lại một chỗ như vậy một nửa khác thuê triệu hữu uy bốn phía nhìn một chút phát hiện không có cái gì dị thường chủ yếu là địa phương quá nhỏ đồ vật cũng không nhiều liền một chỗ ẩn thân địa phương cũng không có rất dễ dàng liền thấy rõ ràng thế là hắn mang theo quan binh đi tiếp tục đến tiếp theo ở giữa tòa nhà điều tra triệu hữu uy vừa đi ra cửa viện liền trông thấy triệu hữu hách mang theo thượng quan huyền dật đi tới hắn tranh thủ thời gian hành lễ thụy vương những binh lính khác cũng tranh thủ thời gian đi theo hành lễ lão nhân chính đưa mấy người bọn họ ra ngoài nghe nói là thụy vương cũng tranh thủ thời gian thi lễ một cái thảo dân tham kiến thụy vương thượng quan huyền dật dò xét một chút lão nhân nhẹ gật đầu xem như ứng sau đó lại đối triệu hữu bi nói có cái gì phát hiện thượng quan huyền dật nói xong lời này thuận thế nhìn thoáng qua viện tử tình huống bên trong sau đó liền thu hồi ánh mắt không có cũng không biết phụ nhân kia trốn đến cái kia gia đình. Chẳng qua thẳng hiện tại chúng ta mới điều tra 12 gia đình, chương 1183, triệu hữu uy đột nhiên nghĩ đến cái gì liền hướng lão nhân hỏi, lão bá, ngôi viện này nếu là ngươi, ngươi hẳn là cũng ở nơi đây ở mấy chục năm đi, đối cái này phụ kiện người nhất định rất quen thuộc, ngươi trong phòng làm nghề một thời điểm, có nghe hay không thấy cái kia gia đình vốn là không có hài tử, nhưng đột nhiên xuất hiện hài tử tiếng khóc hoặc là có nhìn thấy hay không một cái làn da ngâm đen phu nhân ôm lấy một cái làn da ngâm đen hài tử, tiếng cái nào viện tử, lão nhân nghe lời này lắc đầu, ta lão, lỗ tai có chút xui xẻo, vừa rồi các ngươi gõ cửa, ta cũng là nghe được không rõ, còn có vùng này loại người gì cũng có, ta bình thường đều là giam giữ cửa sân, nơi nào sẽ trông thấy làn da ngâm đen phu nhân ôm lấy làn da ngâm đen hài tử a à? triệu hữu uy nghe lời này liền không nói gì, nhà tiếp theo thượng quan huyền giật hạ lệnh thế là mấy người lại đi xuống một gia đình đi đến lão nhân đợi bọn hắn rời đi về sau mới một lần nữa đóng kỹ cửa sau đó phòng bên trong lại truyền tới gõ gõ đập đập thanh âm thượng quan huyền giật dẫn đầu tiếp tục một nhà một nhà hướng xuống điều tra chỉ là đều không có tra ra cái gì lúc này trời đều nhanh đen bọn hắn đi vào một gia đình cửa sân trước còn không có gõ cửa cửa liền mở ra trong cửa đứng một cái chọn một gánh thùng gỗ nam nhân hắn trông thấy đứng ở cửa nhiều như vậy quan binh rõ ràng giật nảy mình há miệng nói chuyện đều không lưu loát đại đại nhân có cùng phải làm sao trong cung xuất hiện thích khách chúng ta là phụng hoàng mệnh trục nhà trục hộ điều tra đây là lệnh kiểm soát làm phiền ngươi phối hợp một chút triệu hữu uy đem lệnh kiểm soát đưa tới nam nhân trước mặt hắn hôm nay nói đến nhiều nhất chính là câu nói này làm được nhiều nhất cũng là động tác này nam nhân nghe lời này nhìn cũng không nhìn lệnh kiểm soát mau nhường mở thân thể đại nhân mau mời tiếng các ngươi tìm kiếm đi chẳng qua trong nhà của ta tuyệt đối không có chứa chấp thích khách nam nhân một bên nói một bên đem kia gánh thùng gỗ gác lại tại góc tường triệu hữu uy mang theo người bốn phía điều tra một chút vẫn là không có phát hiện dị thường thượng quan huyền giật nhìn thoáng qua viện tử giếng phát hiện bên trong là không có nước khó trách nam nhân muốn tìm cái này thùng nước ra ngoài múc nước Thượng quan Huyền Dật mang theo người tại thành Tây một vùng điều tra, thế nhưng là vẫn luôn không có phát hiện, Thượng quan Huyền Hạo mang theo người tại thành Đông một vùng điều tra, cũng không có cái gì phát hiện, một cái buổi chiều đi qua, trong hoàng cung, hoàng hậu lo lắng không thôi, lâu như vậy, làm sao còn không có tìm tới thần chút đấy, hiểu nhi giờ phút này cũng là chờ đến lo lắng không thôi, hài tử từ buổi sáng bị cướp đi đến bây giờ đều chưa từng ăn qua đồ vật, cái này cỡ nào đói a à? mà lại cũng không biết những người kia sẽ làm sao đối đãi con của mình, thật nhiều muốn tự mình ra ngoài tìm kiếm nóc nhà. Sau đó hiểu Nhi mới nhớ tới có thể để Bạch Thiên bọn hắn hỗ trợ đi tìm con của mình. Nhớ ngày đó, Thượng Quan Huyền Dật bị sóng biển quyển ra ngoài xa như vậy, nàng đều có thể đem hắn tìm trở về. Hiện tại thích khách mang theo hài tử, tuyệt đối còn không có chạy ra Đế đô thành. Bạch Thiên nhất định có thể tìm ra, nàng làm sao liền hiện tại mới nghĩ tới chứ? hiểu nhi tranh thủ thời gian ở trong lòng kêu gọi bạch thiên bạch thiên ngươi có thể cảm giác được phòng mong đợi bây giờ ở nơi nào sao bạch thiên biết hiểu nhi tiến cung tham kiến tế thiên đại điển bọn nhỏ không cần bọn chúng chiếu cố cho nên bọn hắn đều đợi tại không gian tác phường bên trong làm nghiên cứu cũng không biết bên ngoài chuyện phát sinh hiện tại nghe cái này hiểu nhi nó mới hỏi nóc nhà làm sao rồi nóc nhà bị thích khách mang đi hiện tại quan binh bốn phía điều tra còn không có tìm được hắn đã mấy canh giờ trôi qua bạch thiên nghe lời này lập tức nói chờ một chút ta cảm thụ một chút mấy đứa bé bạch thiên thường xuyên cùng bọn họ chơi đối khí tức của bọn hắn quen thuộc nhất bạch thiên rất nhanh liền cảm ứng được chủ nhân tiểu chủ nhân tại thành bắc hiểu nhi nghe lời này lập tức liền đứng lên hoàng hậu bị hiểu nhi động tác giật nảy mình hiểu nhi ngươi làm sao rồi không có gì hiểu nhi nghe hoàng hậu nhìn thoáng qua trên giường mấy đứa bé có chút do dự Hiện tại nàng xuất cung tìm người, ba đứa hài tử làm sao bây giờ? Dương Liễu cùng Dương Mai đều bị hoàng thượng đánh 20 đại bản, còn tại dưỡng thương không thể trông giữ hài tử, cũng không thể tại hoàng hậu trước mắt đem bọn nhỏ phóng tới không gian bên trong, thế nhưng là không đem hài tử phóng tới không gian bên trong, nàng muốn xuất cung đi cứu nóc nhà, cũng chỉ có thể đem hài tử đặt ở hoàng hậu nơi này, phát sinh dạng này sự tình, nàng lại không quá yên tâm. Nàng nghĩ nghĩ, thích khách mục đích là nóc nhà, hiện tại đã đem nóc nhà cướp đi, hẳn là sẽ không còn có người đến cướp đi ba người bọn hắn, mà lại hiện tại hoàng cung triệt để giới nghiêm, thủ vệ sâu nghiêm rất nhiều, thích khách nghĩ đến tay, cũng không có dễ dàng như vậy. Thế là Hiểu Nhi quyết định đem hài tử giao cho hoàng hậu chiếu cố, phải đem nóc nhà mau chóng cứu trở về, chỉ có nàng tự mình đi, thích khách coi như chuyển di vị trí nàng cũng có thế ngay lập tức biết, mẫu hậu, ta muốn xuất cung, tự mình đi cứu thần Nhi trở về cái này ba đứa hài tử liền giao cho ngươi chiếu cố một chút mẫu hậu biết ngươi không yên lòng thế nhưng là đã phái rất nhiều người ra ngoài tìm ngươi vẫn là trong cung đợi chút đi nhất định có thể đem thần nhi tìm trở về mẫu hậu mẹ con đồng lòng ta cảm thấy ta tự mình đi tìm kiếm nếu như thần nhi liền tại phụ cận ta nhất định có thế cảm ứng được liền xem như phái ra một vạn tên lính trục nhà trục hộ đi điều tra cũng không có ta ra ngoài tìm kiếm tới cũng nhanh cái này mẫu hậu thần nhi nhất định đói, mà lại cũng không biết những người kia sẽ làm sao đối đãi thần, ta không thể chờ. Hiểu nhi lo lắng nói, tốt a, à, ta phái người cùng đi với ngươi. Hoàng hậu thỏa hiệp, nàng cũng muốn nhanh lên tìm về cháu trai, hiểu nhi không có chối từ, nàng đối trên giường ba đứa hài tử nói, các ngươi phải ngoan ngoan đợi tại hoàng tổ mẫu nơi này biết sao. Mẫu phi đi mang đại ca ca trở về cùng các ngươi chơi, mấy hài tử kia khả năng cũng biết mình đại ca ca không gặp, cả một buổi chiều đều đang khóc náo, thật vất vả ngủ, cũng là rất nhanh liền giống như là bị người giật nảy mình, toàn bộ thân thể rung bỗng nhúc nhích, sau đó liền làm tỉnh lại, lại khóc lớn, hiện tại mấy đứa bé, nghe Hiểu Nhi, thế mà thật không khóc không náo, chỉ là nhìn xem Hiểu Nhi, Hiểu Nhi mỗi người thân bọn hắn một chút cái tráng, đem bọn hắn giao cho Hoàng hậu chiếu cố, sau đó xuất cung, một cái buổi chiều đều lục soát không ra được cái kia thích khách không có khả năng ngắn như vậy thời gian liền từ trong cung chạy ra thành thế là hoàng thượng hạ chỉ tất cả quan viên trong phủ đều phải tiếp nhận điều tra ai dám có dị nghị coi là kháng chỉ bất tuân hôm nay toàn bộ hoàng triều có thể nói náo nhiệt không thôi thượng quan huyền dật như cũ tại thành bắc chỗ này lục soát thành bắc ở lại người tương đối dày đặc đến trưa cũng còn không có lục soát xong thượng quan huyền dật đánh giá chung quanh nghĩ đến những địa phương kia có thể giấu người hắn đi vào viện tử một cái giếng trước phát hiện lại là không có nước, liền hỏi, làm sao cái này giếng không có nước, đánh một cái giếng cần không ít bạc, cho nên cái niên đại này còn không phải từng nhà đều có giếng, nhất là nơi này là thành bắc, dân nghèo chỗ ở, cho nên có giếng người ta, rất ít, thượng quan huyền giật ra đến trưa, chỉ gặp gỡ tam gia thôi, chương 1184, phòng chủ nhân nghe lời này liền trả lời, thành bắc vùng này giếng nước đều là không có nước, cái này đã rất nhiều năm, cho nên tất cả mọi người muốn tới trong sông gánh nước ăn, thành bắc vùng này giếng đều không có nước, thượng quan huyền giật nhớ tới trước đó hắn trông thấy triệu hữu bi thời điểm, lão nhân kia nhà trong sân cũng là có một cái giếng, nắp giếng đắp lên một nửa, chỉ là nắp giếng phía trên vẫn là ẩm ướt, mà lại giếng xung quanh đều có nước động, cái này cho người cảm giác chính là chiếc kia giếng, trong giếng có nước, có nước giếng, ai có thể trốn ở bên trong. Thượng quan huyền giật nghĩ tới đây cấp tốc đi ra ngoài, triệu hữu uy cũng nghĩ đến, hơn nữa lúc ấy hắn mặc dù nhìn thoáng qua đáy giếng nhưng bởi vì nắp giếng không có đắp lên hắn cũng không có nghiêm túc kiểm tra đáy giếng một mảnh đen kịt hắn chỉ nhìn thấy bên trong có thủy quan coi là trong giếng có nước như thế bên trong liền không khả năng có dấu người chỉ là nếu như thành bắp giếng đều là không có nước khi vừa rồi chiếc kia giếng nơi nào đến thủy quan triệu hữu uy đuổi theo sát thượng quan huyền giật còn không có đi đến lão nhân chỗ viện tử liền trông thấy hiểu nhi xuất hiện thượng quan đại ca hiểu nhi trông thấy hắn tranh thủ thời gian chạy đến hắn trước mặt thượng quan huyền giật trông thấy hiểu nhi đầu đầy mồ hôi đây là có bao nhiêu sốt ruột a à? thượng quan huyền giật tâm nhất lên làm sao xuất cung rồi hài tử đâu sẽ không lại bị người cướp đi đi ta ra tới tìm nóc nhà ta biết nóc nhà ở nơi nào hiểu nhi nói xong lời này lập tức giữ chặt thượng quan huyền giật tay hướng lão nhân vị trí đi đến thượng quan huyền giật quay đầu đối triệu hữu uy nói lưu hai người đi theo ta những người khác tiếp lấy điều tra những cái kia còn không có điều tra người ta không cần theo tới triệu hữu uy biết thượng quan huyền giật cùng hiểu nhi đều là võ công phi thường cao cường người nghe lời này liền dẫn binh sĩ tiếp tục đi điều tra những cái kia còn không có điều tra viện tử lưu triệu hữu hách cùng khác một tên binh lính đi theo phía sau bọn họ hiểu nhi đem thượng quan huyền giật đưa đến lão nhân cổng sân trước quả nhiên là nơi này vừa rồi sơ sẩy thượng quan huyền dật nghĩ thầm bốn người đứng tại cổng hiểu nhi dùng thủ thế ra hiệu triệu hữu hách cùng khác một tên binh lính đi sau phòng chờ lấy hiểu nhi cùng thượng quan huyền dật không có gõ cửa hiểu nhi chỉ chỉ mình sau đó nhấc chân làm một cái đạp cửa tư thế nàng vừa chỉ chỉ thượng quan huyền dật cùng nóc nhà ra hiệu thượng quan huyền dật ở phía trên trông coi để phòng cái kia thích khách ôm lấy hài tử ngay lập tức chạy trốn thượng quan huyền dật nhẹ gật đầu sau đó hắn vây quanh phòng một bên nhẹ nhàng đi lên thả người nhảy lên, liền rơi vào trên nóc nhà, đừng bảo là thanh âm, liền một điểm cho bụi đều không có hướng phòng bên trong rớt xuống, phản phất chính là một cây lông vũ nhẹ nhàng bay xuống tại trên nóc nhà, vẫn không dậy nổi bất luận kẻ nào chú ý. Hiểu nhi thấy thượng quan huyền giật rơi vào trên nóc nhà lúc, nàng trực tiếp một chân liền tướng môn đá văn. Hơi cũ không mới cánh cửa bay thẳng tiếng viện tử, phòng người ở bên trong giật nảy mình. Ngay sau đó một bóng người cấp tốc ôm lấy một đứa bé chạy ra phòng, một chút liền nhảy lên tường vây, chạy trốn, thượng quan huyền giật trong tay trường tiên hất lên, đưa nàng cả người cuốn lấy, sau đó dụng lực kéo một cái, người kia liền thuận roi lực đạo hướng mình bay tới, lão nhân một cái rìu ném tới, muốn chặt đứt đầu kia kim tiên, đáng tiếc rìu chém tới, cùng roi va chạm, phát ra một trận hỏa hoa, roi một điểm tổn thương đều không có, phụ nhân bị thượng quan huyền giật roi cuốn lấy, nàng lập tức dùng tay bấm ở nóc nhà cổ, không nghĩ đứa nhỏ này chết, liền thả chúng ta. Hiểu Nhi trông thấy nóc nhà bị phụ nhân bóp lấy cổ, nóc nhà sắc mặt nháy mắt trướng thành cho màu gan heo, lòng của nàng đều nhấc lên. Thượng quan đại ca, buông tay, thượng quan huyền giật nhẹ tay nhẹ nhoáng một cái, trường tiên vừa thu lại, phụ nhân liền cấp tốc bay ra ngoài. Hiểu Nhi thừa cơ bắn ra một chi ngân châm, vừa vặn không có vào phụ nhân trong tay, phụ nhân cánh tay đau xót, vô ý thức buông lỏng tay ra, hài tử liền thẳng thật rơi xuống. Tiếp theo phụ nhân bay ra ngoài thân thể vừa vặn đâm vào sông lại lão nhân trên thân, hai người lập tức liền ngã xuống đất. Hiểu nhi đã sớm chuẩn bị, nháy mắt lách mình đi qua, thành công tiếp được hài tử, thẳng đến hài tử ôm đến trong ngực một khắc này, trong tay triểu nặng cảm giác truyền đến, hiểu nhi tâm mới định ra đến, nàng nhìn thoáng qua trong ngực hài tử, gặp hắn con mắt đóng chặt, sắc mặt ửng hồng, ngắn ngủi trên cổ còn có bị bóp vết đỏ, hai bên khuôn mặt cũng có bị người bóp qua vết tích, đều sưng lên đến rồi, bị người bóp cổ khó thụ như vậy đều không có tỉnh lại. Đứa nhỏ này hẳn là khóc trống lúc, bị người ngược đãi về sau thực sự lo lắng tiếng khóc của hắn sẽ dẫn tới quan binh, sau đó bị người hạ thuốc, không phải sẽ không không khóc không náo, đối nhỏ như vậy hài tử cũng tùy tiện hạ dược. Hiểu nhi trong lòng dâng lên ý giận ngút trời, nhìn xem hài tử nhận dạng này khổ. Hiểu nhi cảm giác so với mình tự mình tiếp nhận còn khó chịu hơn, nàng phẫn nộ nhìn về phía phụ nhân, thượng quan đại ca, không muốn bỏ qua bọn hắn, thượng quan huyền giật từ trên nóc nhà rơi xuống, hai người cũng từ dưới đất bò dậy, thượng quan đại ca đem bọn hắn bắt giao cho nhị hoàng huynh thí nghiệm thuốc đi. Hiểu nhi suy nghĩ một chút vẫn là sửa lời nói, những người này là không sợ chết. Hoàn toàn chính xác, chết có cái gì đáng sợ? Đáng sợ là trong năm tháng dài đằng đẵng vô cùng vô tận tra tấn, lại muốn chết không xong, đã bọn hắn dám đối con của mình hạ dược, khi quãng đời còn lại liền tại đem thuốc làm cơm đồng dạng ăn làm nước đồng dạng uống thời gian bên trong vượt qua đi lão nhân cùng phụ nhân một người nhặt lên trên đất triều một người rút ra trên người bội kiếm phân biệt hướng thượng quan huyền giật cùng hiểu nhi tiến lên phụ nhân huy kiếm đâm về hiểu nhi thượng quan huyền giật lách mình đi vào hiểu nhi trước mặt đồng thời vung một roi nhưng là roi phát ra lực lượng roi còn không có đụng phải thân thể của bọn hắn lực lượng kia liền trực tiếp đem phụ nhân cùng lão nhân tung bay không biết tự lượng sức mình hai người lập tức đâm vào tường viện bên trên phun một nguồn máu lúc này triệu hữu hách cùng binh sĩ cũng nghe được động tĩnh chạy vào thượng quan huyền giật gặp bọn họ xuất hiện nhân tiện nói điểm lên huyệt đạo mang về giao cho triệu dũng vâng triệu hữu hách lên tiếng liền cấp tốc tiến lên điểm bản thân bị trọng thương hai người huyệt đạo sau đó hắn cùng một tên thị vệ khác một người nâng lên một người rời đi trước thượng quan huyền giật quay người nhìn về phía hiểu nhi trong ngực hài tử chỉ gặp hắn con mắt đóng chặt sắc mặt ửng hồng mập mạp khuôn mặt mặt lên một khối lớn trong lòng của hắn đau xót nóc nhà đây là bị hạ dược rồi cũng chỉ có cho hài tử hạ dược để hắn ngủ say hài tử tài năng không khóc không náo đi hẳn là bị hạ quá lượng mông hãn dược thượng quan đại ca trước ôm lấy nóc nhà ta cho hắn ăn ăn giải dược hiểu nhi đau lòng sờ sờ nóc nhà không có sưng lên đến khuôn mặt nói may mắn tới kịp thời không phải cũng không biết đứa nhỏ này còn có hay không mệnh. Thượng quan huyền giật nghe lời này nhanh lên đem trong tay trường tiên thu lại, sau đó đưa tay ôm qua Hiểu Nhi trong ngực hài tử. Hiểu Nhi không có cho ăn nóc nhà uống thuốc hoàng, nàng trực tiếp đẩy ra nóc nhà miệng, hướng bên trong nhỏ một giọt không gian bên trong giải độc linh dịch, chương 1185, linh dịch là có một chút trong veo hương vị, một ngày không ăn không uống nóc nhà, coi như ngủ, cũng vô ý thức giật giật miệng kiểu nhi lại cẩn thận cho ăn nóc nhà uống nhất điểm không gian nước rất nhanh dược hiệu liền phát huy nóc nhà tỉnh lại sau đó một chút trông thấy mình mẫu phi cùng phụ vương miệng nhất biển ngay sau đó liền há to mồm lên tiếng khóc lớn chỉ là thanh âm càng giọng nghe gần như giống như là không âm thanh đồng dạng nóc nhà không chỉ là bị người hạ mông hãn dược còn bị dưới người câm thuốc tổn thương cuốn họng nội tạng cũng bởi vì quá lượng độc vật mà bị hao tổn hơn nữa còn có điểm trúng nóng dấu hiệu chủ nhân nhanh cho hắn ăn ăn một con vô ưu quả cùng một mảnh vô ưu quả lá cây. Còn có cái mông của hắn cùng cánh tay đều bị bóp tổn thương. Bạch Thiên trong không gian lo lắng nói, tâm thuốc. Hiểu Nhi trong lòng vừa tức vừa đau nhức, khó trách. Nàng còn chưa từng có trông thấy nóc nhà khóc thành dạng này, Hiểu Nhi một bên xuất ra vô ưu quả cùng quả lá, một bên nhẹ giọng dụ dỗ nói, nóc nhà ngoan, mẫu phi tới chậm, thật xin lỗi. Đừng khóc, sẽ làm bị thương cuốn họng thế nhưng là nóc nhà y nguyên há to mồm phát ra gần như im ắng càng giọng tiếng khóc hiểu nhi hống hắn không ngừng lại chính là há to mồm khóc phản phất thủ rất lớn ủy khuất đồng dạng hiểu nhi tâm một cùng một cùng đau nhức thượng quan huyền giật thấy này nhân tiện nói hài tử khả năng đói bụng vào nhà trước tìm một chỗ cho hắn ăn ăn cái gì đi không phải bạch thiên nói nóc nhà bị người hạ câm thuốc tổn thương cuốn họng nội tạng cũng bởi vì quá lượng độc vật mà bị hao tổn hơn nữa còn có điểm trúng nóng dấu hiệu, còn có cái mông của hắn cùng cánh tay đều bị bóp tổn thương. Hiểu Nhi xuất ra vô ưu quả cùng quả lá, đặt ở một cái trong chén, chuẩn bị đưa chúng nó vò nát, thượng quan huyền giật nghe lời này, ánh mắt lóe lên sát ý, hắn nhấc lên nóc nhà ống tay áo, quả nhiên bút mít cánh tay tràn đầy ứ thanh, hắn lại cởi xuống nóc nhà tiểu khố tử, lộ ra hắn bút mít cái mông nhỏ, trắng nõn trên thịt, xanh đỏ từng mảnh từng mảnh thượng quan huyền giật lửa giận trong lòng trùng thiên hắn kiệt lực khắc chế nhưng lo lắng trong tay lực đạo sẽ làm bị thương lấy hài tử nhân tiện nói ngươi ôm lấy hài tử ta đến làm đi tốt hiểu nhi trông thấy nóc nhà dạng này cũng tới đau lòng đến không được nàng nước mắt điểm cao rất ít mắt đỏ con mắt cũng nhịn không được đỏ quá ác độc cướp đi liền cướp đi a à. cần ngược đãi như vậy một cái đứa bé sao Thượng quan huyền giật mở bàn tay tiếp nhận Hiểu Nhi đưa tới chén nhỏ. Hiểu Nhi cẩn thận ôm trở về hài tử, nhẹ nhàng lung lay hắn, trấn an hắn. Thượng quan huyền giật hai ba lần liền đem một con vô ưu quả ép thành mức hoa quả. Hiểu Nhi tìm một cái ghế ngồi xuống. Hắn quỳ một gối xuống tại Hiểu Nhi bên cạnh thân, bắt đầu một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ cho ăn nóc nhà đem vô ưu quả ăn. Ăn xong vô ưu quả, Hiểu Nhi lại lấy ra một chiếc lá đặt ở trong chén. Thượng quan huyền giật như thường đem lá cây đập nát, sau đó cho ăn nóc nhà ăn. Nóc nhà ăn xong một viên vô ưu quả cùng lá cây về sau, chậm rãi liền không khóc, sau đó cách trong chốc lát, hắn liền đem đầu chuyển tới Hiểu Nhi trong ngực, mở ra miệng nhỏ, lắc đầu, đây là muốn ăn sữa. Hiểu Nhi thấy này động tác, rốt cục yên lòng, mỉm cười, sau đó bắt đầu cho bú, thượng quan huyền giật đi ra viện tử, thuận tay đem nhà chính cửa đóng lại, dạng này bên ngoài có người đi qua, cũng nhìn không thấy phòng bên trong tình huống sau đó hắn đứng trong sân ương hướng trời cao cấp cho một cái toàn thành giải cấm tín hiệu hài tử tìm được cũng nên để chờ ở trong thành bách tính ra khỏi thành về nhà còn có điều tra một ngày binh sĩ cũng nên thu binh giải cấm tín hiệu trên bầu trời vang lên toàn thành người đều trông thấy thủ ở cửa thành bách tính nghe thấy tiếng vang nhìn về phía trên không sau đó hỏi binh lính thủ thành thích khách có phải là đã bắt đến rồi chúng ta có hay không có thể ra khỏi thành rồi Triệu Dũng trông thấy trên bầu trời một màn kia lục sắc sương mù, cao hứng nói, giải cấm, mọi người có thể ra khỏi thành, lại cách trong chốc lát. Triệu Hữu Hách cùng khác một tên binh lính liền khiêng hai người xuất hiện ở cửa thành. Triệu Hữu Hách đem người phóng tới Triệu Dũng trước mặt, Thụy Vương nói đem hai cái này thích khách giao cho ngươi. Triệu Dũng nhẹ gật đầu, biểu thị biết, lúc này xếp hàng chờ lấy ra khỏi thành người nghe thấy Triệu Hữu Hách liền hỏi, chính là hai cái này thích khách cướp đi Thụy Vương hài tử sao? tướng quân lúc nào đem bọn hắn diễu phố thị chúng a à. ta sau khi về nhà chuẩn bị cẩn thận đồ tốt đến hầu hạ bọn hắn triệu hữu hách nhớ tới buổi sáng dân chúng nhân tiện nói cái này sự tình ta sẽ hướng thụy vương phản ứng đến lúc đó có quyết định lại ở cửa thành thông cáo hiện tại cái này hai tên thích khách còn phải tiếp nhận thẩm vấn đâu tốt đối phó dạng này người nhất định không thể mềm lòng a à. nhất định phải nghiêm hình bức cung triệu hữu hách nhẹ gật đầu nghĩ thầm hiện tại bách tín hiểu được thật nhiều a à liền nghiêm hình bức cung đều biết, lão bách tính môn tại tiếp nhận kiểm tra thời điểm, lại nói liên miên lại nhảy nói một đống, triệu hữu hách đều đáp ứng, đợi cho tất cả bách tính đều ra khỏi thành về sau, trời đã đen đủ, triệu hữu hách lau lau mồ hôi tráng, cảm thán một câu, hiện tại lão bách tính thật nhiệt tình a à. thượng quan huyền giật cùng hiểu nhi cùng một chỗ trở lại cung trong, hoàng hậu gặp bọn họ rốt cục cứu trở về hài tử, thở dài một hơi, hài tử đáng thương, khóc đến con mắt đều sưng ngủ con mắt còn mang theo nước mắt hoàng hậu tiếp nhận hiểu nhi trong ngực hài tử đau lòng nói nóc nhà bởi vì ăn vô ưu quả cùng lá cây trên mặt cùng trên cổ thương thế đều tốt cho nên hoàng hậu liền chỉ cho là hắn khóc sưng con mắt hoàng thượng cũng không nhịn được lại gần nhìn thoáng qua cháu của mình gặp hắn hoàn hảo vô khuyết trong lòng mới yên lòng về phần khóc đến mắt đều đỏ nha tiểu hài tử bị thích khách cướp đi nhất định sẽ khóc cái này không có gì quá kỳ quái Thượng quan huyền dật lúc này mở miệng đối bên người hoàng thượng thái giám nói, tuyên la thái y, đêm nay vừa vặn la thái y trực đêm, mặc dù hài tử đã nếm qua vô ưu quả, nhưng thượng quan huyền dật vẫn là không yên lòng, thái giám nhìn thoáng qua hoàng thượng, hoàng thượng nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian, hài tử làm sao rồi? Hoàng thượng lại thăm dò cẩn thận quan sát cháu của mình, hiểu nhi giải thích nói, thích khách kia cho ăn hài tử ăn tâm thuốc, tổn thương cúng họng cùng ngủ tạng lục phủ giải dược ta đã cho ăn qua, hiện tại đã không có việc gì, hoàng hậu nghe lời này nhịn không được mắng, quá không phải người. Thế mà cho ăn nhỏ như vậy hài tử ăn tâm thuốc, hoàng thượng nghe lời này cũng nhíu mày, đây là lo lắng hài tử khóc thành tiếng, sẽ dẫn tới quan binh mới có thể cho ăn đi. Đơn giản tội ác tày trời, hoàng thượng lời còn chưa nói hết, vừa tức vừa đau lòng hoàng hậu, tìm không thấy thích khách đến mắng, nàng nghe hoàng thượng tạ không vui lòng hoàng thượng có ý tứ là bọn hắn cho ăn hài tử ăn tâm thuốc còn đúng rồi trẫm không có nói như vậy a à. vậy ngươi còn vì bọn hắn kiếm cớ trẫm là theo lẽ thường phỏng đoán hoàng thượng ủy khuất nói hắn lại không phải thích khách hoàng hậu làm sao giận chó đánh mèo mình đâu đã không có việc gì phụ hoàng cùng mẫu hậu không cần lo lắng Hiểu nhi gặp bọn họ dạng này nhất thời hối hận mình nhanh miệng nói ra tranh thủ thời gian trấn an nói thượng quan huyền giật lúc này mở miệng nói Thái y đến, để Thái y hào một chút mạch đi. Thượng quan huyền giật vừa dứt lời, là Thái y liền đi theo Thái giám sau lưng, vội vàng đi tới. Chương 1186, là Thái y đừng hành lễ, nhanh cho thần nhi nhìn xem, thân thể của hắn có chuyện gì hay không. Hoàng hậu tranh thủ thời gian hô, đúng, không cần đa lễ, nhanh cho hài tử nhìn xem. Hoàng thượng vì lấy lòng hoàng hậu, cũng vội vàng nói, ai, nam tử hán đại trượng phu, có được giảng được, thụ điểm nương tử khí thì thế nào đâu, là thái y thấy thế, còn tưởng rằng tiểu hoàng tôn làm sao. Hắn cũng không có hành lễ, đi nhanh lên đến hiểu nhi bên người, cầm lấy nóc nhà tay nhỏ xem mạch, là thái y một bên xem mạch vừa quan sát nóc nhà sắc mặt, nửa ngày sau mới nói, tiểu hoàng tôn bị hạ rất bá đạo câm thuốc, tổn thương cuốn họng cùng ngủ tạng lục phủ, may mắn độc giải phải nhanh, thân thể mặc dù còn chưa tốt toàn, nhưng đã không có trở ngại. Gần đây tận lực đừng để hắn khóc, chẳng qua tiểu hoàng tử bị kinh hãi ban đêm lúc ngủ có thể sẽ khóc trống nghĩ biện pháp dỗ dành đi nam cung quốc thích khách quá không phải người nhỏ như vậy hài tử đều nhịn cảm thấy dạng này độc quá không phải người hoàng hậu nhịn không được lại mắng một câu đúng quá không phải người hoàng thượng phụ họa nói bởi vì là thuốc ba phần độc la thái y biết hiểu nhi đã cho ăn qua thuốc cũng không tiếp tục kê đơn thuốc về phần chấn kinh loại tình huống này hài tử chỉ cần lưu tại mẫu thân bên người, chậm rãi liền sẽ tốt. La Thái Y rời đi về sau, Hiểu Nhi cùng Thượng quan Huyền Dật mang theo hài tử đi xem nhìn một cái Thái Hậu, sau đó liền xuất cung. Hai người vừa xuất cung cửa, liền trông thấy Thăng Bình Hầu Phủ xe ngựa chờ ở bên ngoài, trong xe ngựa ngồi thẩm thừa diệu cùng Lưu Thị. Hai người trông thấy Hiểu Nhi bọn hắn ra tới, tranh thủ thời gian nhảy xuống xe ngựa, đi vào bọn hắn trước mặt, Lưu Thị vội vàng nói, hài tử không có sao chứ, không có việc gì, cha mẹ yên tâm đi ta không phải phái người đi nói cho các ngươi biết hài tử đã đã tìm được chưa các ngươi làm sao còn chờ ở chỗ này a à? mặc dù bây giờ là mùa hè thời tiết không lạnh nhưng là nhiều con mũi a à? không có trông thấy hài tử đến cùng không yên lòng đi các ngươi trong phủ một chuyến người gác cổng nói các ngươi còn không có hồi phủ trong nhà cũng ngồi không yên liền đến đến ngoài cung chờ lấy lưu thị nhìn thoáng qua trong xe ngựa mấy đứa bé đều là hoàn hảo không cần mới yên lòng thời tiết nóng như vậy để hạ nhân ở chỗ này chờ nói cho chúng ta biết một tiếng xuất cung về sau ta có thể trực tiếp mang theo hài tử về nhà cho các ngươi nhìn xem ngươi nhìn cha phía sau lưng quần áo đều ướt đẫm trên mặt đều bị con mũi cắn mấy cái bao trên tường thành ánh lửa dưới hiểu nhi trông thấy thẩm thừa diệu phía sau lưng quần áo đều ẩm ướt đau lòng nói kia nhiều phiền phức a à. hài tử chấn kinh tốt nhất vẫn là không nên đến chỗ đi Cha ngươi là cùng quan binh cùng một chỗ từng nhà tìm hài tử, mới nóng ra một thân mồ hôi, tốt, nếu biết hài tử không có việc gì, kia tất cả mọi người hồi phủ đi, cha mẹ ăn xong cơm tối sao? Cùng một chỗ đến trong phủ ăn cơm xong lại hồi phủ. Thượng quan Huyền giật lúc này mở miệng nói, kỳ thật bọn hắn trong cung đã nếm qua, nhưng hắn nghĩ tới thẩm thừa diệu bọn hắn nhất định là không có ăn cơm liền chờ ở chỗ này đứng tại bên cạnh xe ngựa tiểu phúc tử nghe lời này trong lòng nhịn không được cảm thán chủ tử của mình đối hoàng thượng cùng hoàng hậu đều chưa từng có như thế cẩn thận qua đây quả nhiên là yêu ai yêu cả đường đi a à. chúng ta nếm qua các ngươi còn không có ăn sao khi tranh thủ thời gian hồi phủ ăn cơm đi thẩm thừa diệu biết thượng quan huyền giật nhất định còn có một đống sự tình phải xử lý sao có thể để hắn còn muốn đưa ra thời gian bồi mình ăn cơm vội vàng nói đúng chúng ta ăn cơm xong mới tới Mau trở lại phủ đi, hài tử còn nhỏ, quá đêm hồi phủ không được. Chúng ta đi. Lưu thị lôi kéo Thẩm Thừa Diệu rời đi, Hiểu Nhi cùng Thượng Quan Huyền Dật đưa mắt nhìn Lưu thị cùng Thẩm Thừa Diệu xe ngựa đi xa, hai người mới tiếp tục lên xe ngựa hồi phủ. Trên xe ngựa, Hiểu Nhi đem buổi chiều hoàng thượng thẩm vấn kết quả nói ra, Phúc ma ma đâu? Đã tìm được chưa? Tìm được, tại lãnh cung một chỗ giếng cạn tìm tới, tiện nghi nàng Thượng quan Huyền giật lạnh giọng một tiếng, cũng không phải tiện nghi nàng, dễ dàng như vậy liền chết rồi, đừng bảo là con của mình chịu tội. Thái hậu cũng thiếu chút tư sống bị thiêu chết đâu, như thế lớn tội, nếu như theo trình tự bình thường đến xử lý, cảm thấy là đại hình hầu hạ. Hai người trở lại trong phủ, Triệu Dũng cũng đem thích khách giam lại, có hay không hỏi ra cái gì. Thượng quan Huyền giật đem Triệu Dũng gọi vào thư phòng, hắn ngồi tại bên bàn đọc sách, một bên cầm lấy một phong thư mở ra một bên tùy ý hỏi, đương nhiên hắn đối vấn đề này là không báo hy vọng, mà lại đáp án hắn cũng biết, không có. Triệu Dũng lắc đầu, hắn nhớ tới Triệu Hữu Hách cùng dân chúng, nhân tiện nói, chủ tử, chuyện hôm nay có chút bách tính biết, bọn hắn muốn những cái kia thích khách diễu phố thị chúng, ồ. Thượng quan huyền giật nghe lời này ngẩng đầu lên, hiện tại lão bách tính đều như thế bác quái, liền dạng này sự tình đều muốn quản, sự tình là như vậy. Triệu Dũng đem hắn nhìn thấy cùng Triệu Hữu Hách còn nguyên nói, Triệu Hữu Hách thế nhưng là đem lúc ấy trong thành bách tính đều học một lần, cho nên Triệu Dũng giờ phút này đi theo học một lần. Thượng quan huyền giật nghe lời này nhẹ gật đầu, không thể phụ lòng dân chúng hảo ý, ngày mai dán ra thông cáo, sau bảy ngày đem thích khách diễu phố thị chúng đi. Đúng, tại diễu phố thị chúng trước đó, nghiêm hình bức cung cái gì, nên nắm chắc tốt phân tất, đừng để người chết. Mặt khác du ngoạn sau phố, đem bọn hắn đưa đến nhị hoàng huynh nơi đó, liền nói đưa hai người cho hắn làm thuốc người, thật tốt dùng thuốc nuôi. Hắn chính là muốn nói cho mọi người, ai dám đối với mình hài tử, thế nào, hắn liền dùng phương pháp giống nhau gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả trở về. Hiểu nhi nói sau bảy ngày, sẽ hạ mưa to, diễu phố thị chúng về sau, vừa vặn có nước mưa rửa sạch mặt đất, vâng, mặt khác, An bài xong xuôi đêm hôm nay ám sát bản vương kia 10 cái người áo đen thủ cấp treo ở Nam Cung Quốc đế đô tường thành bên ngoài, để Nam Cung Quốc người đều biết chọc bản vương hậu quả. Thượng quan huyền giật nghĩ đến những cái kia thân thủ cực tốt sát thủ, lạnh lùng nói, nếu như hắn không phải là bởi vì có thể trong không gian luyện võ, hôm nay hắn đối mặt như thế một nhóm sát thủ, mặc dù không đến mức mất mạng, nhưng là nghĩ toàn thân trở ra, cũng không phải dễ dàng như vậy, chớ đừng nói chi là một mẻ hốt gọn, vâng không có việc gì, lui ra đi, vâng. Triệu Dũng lên tiếng sau đó cung kính lui ra, Thượng quan huyền giật đem trên bàn sách tấu chương cùng thư tính vừa thu lại, liền rời đi thư phòng, trở về phòng bên trong một bên làm việc công, một bên bồi vợ con. Thượng quan huyền giật trở lại phòng bên trong, mấy đứa bé đã ăn no ngủ, mặt khác ba đứa hài tử biết ca ca sau khi trở về, ngủ được ngược lại là an ổn, nhưng là nóc nhà khả năng thật là bị kinh hãi. một buổi tối đều giật mình hoảng hốt, hiểu nhi thấy thế liền ôm lấy hắn ngủ thượng quan huyền giật tại bên cạnh làm việc công hắn đem bách tính yêu cầu đem thích khách diễu phố thị chúng giúp hài tử xuất khí sự tình nói hiểu nhi nghe nhịn không được cảm thán một câu không nghĩ tới dân chúng có lòng như vậy đều là đáng yêu người a à. thượng quan huyền giật nghe lời này không nói gì thêm nghĩ thầm bởi vì hiểu nhi đối bách tính dụng tâm bọn hắn đều cảm nhận được đêm càng ngày càng sâu hai người mang theo hài tử nằm ngủ chỉ là ngủ một hồi nóc nhà liền há miệng khóc lớn. Hiểu Nhi nghĩ nghĩ, liền đem hài tử mang vào không gian ngủ, lúc này mới không tiếp tục khóc, đại khái là không gian linh khí sung túc, có thế yên ổn lòng người. Chương 1187, ngày thứ hai, ngủ công chúa, đổ ức cẩn, cổ kỳ kỳ, miễn Vệ Trân cùng phó nghiên tuệ bọn người đến Thụy Vương Phủ. Hôm qua sự tình quả thực có thể nói là oanh động toàn thành, trừ mấy người các nàng, còn có một số cáo mệnh phu nhân đều lên cửa thăm viếng, phát sinh như thế đại nhất sự kiện, liền bách tính đều biết đưa ra diễu phố thị chúng đến vì Thụy Vương xuất khí, bọn hắn những người này lại làm sao có thể một điểm biểu thị đều không có, mà lại có thế có lấy cớ tới cửa cùng Thụy Vương bấu víu quan hệ, loại cơ hội này thế nhưng là có rất ít, thế là sáng sớm, Thụy Vương phủ liền đông như trễ hội, hiểu nhi tiếp đãi một nhóm người, thấy người tới càng ngày càng nhiều, nàng cũng có chút mệt mỏi ứng phó. Thượng quan huyền giật giữa trưa hồi phủ, biết loại tình huống này, Liền phân phó hạ nhân nếu như buổi chiều còn có người đến tất cả đều lấy hài tử bị kinh sợ, không tiện gặp khách làm lý do trực tiếp cự tuyệt, dù sao coi như hiểu nhi không tiếp kiến các nàng, cũng không người nào dám nói cái gì, trên đường đã dán bố cáo, mọi người bôn ba bẩm báo, đều biết 7 ngày sau những cái kia thích khách liền sẽ diễu phố thị chúng, dân chúng quả nhiên đều là nhiệt tâm, buổi tối nước rửa chân đều lưu lại, không chỉ có là nước rửa chân có ít người bọn hắn còn chịu khó đem nhiều năm đều không tẩy vải quấn chân đều tẩy một lần, giữ lại kia chậu nước ngày đó dùng. Có gia súc người ta chịu khó mỗi ngày đều đi quét dọn chuồng heo, lồng gà, bãi nhốt cừu cái gì, làm hại trong nhà gia cầm đều coi là chủ nhân đem bọn hắn ổ quét dọn phải như vậy sạch sẽ là muốn đem bọn chúng tất cả đều làm thịt, từng nhà đều bận rộn vì vài ngày sau dạo phố thịnh yến làm chuẩn bị. Cái gì trứng thối, rau nát, nước rửa chén, loại hình đồ vật nhất định thiếu không được, Mấy ngày về sau, tại dân chúng toàn thành chờ mong đâm xuống khách diễu phố thị chúng thời gian rốt cục đến, thành cửa vừa mở ra, rất nhiều người liền mang theo chuẩn bị kỹ càng chiến lợi phẩm, xếp hàng vào thành. Lần thứ nhất toàn bộ cửa thành đều xú khí hung thiên, thế nhưng là tất cả mọi người chưa phát giác, có ít người thậm chí thấy nhà khác chuẩn bị đồ vật thúi như vậy, cảm thấy mình chuẩn bị không đủ đầy đủ, mặt trời mọc, xe chở tù chở hai cái tù phạm ra tới lão nhân cùng phụ nhân lúc đầu đối với muốn diễu phố thì chúng đều không có nhiều sợ, chỉ là nghe trong không khí cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện xú khí hung thiên, nhìn xem trên đường cái bách tính phía trước kia từng thùng, một chậu bồn dơ bẩn chi vật, sắc mặt của bọn hắn rốt cục biến, không phải phổ thông biến, là biến đổi lớn, những vật này đều là dân chúng chuẩn bị kỹ càng đến đối phó bọn hắn, cái này mẫn trạch quốc dân chúng nên không phải sẽ là có bị bệnh không. Bọn hắn cướp đi cũng không phải con của bọn hắn, bọn hắn lại không có đào bọn hắn mộ tổ bọn hắn như thế đồng tâm hiệp lực đối phó bọn hắn tính là chuyện gì xảy ra một tên binh lính lớn tiếng đối bách tính nói hai người này chính là ngày nào cướp đi thụy vương trưởng tử người bọn hắn đều là nam cung quốc nội giang thái hậu đều bị bọn hắn người bỏng phụ nhân nghe lời này trong lòng cười lạnh nói đâu chỉ là như thế này thụy vương trưởng tử đều bị ta độc tâm vì thí nghiệm kia tâm thuốc có hiệu quả hay không ta còn cần lực đi bóc hắn thí nghiệm một chút quả nhiên hài tử há to mồm gào khóc quả thực là không có một thanh âm ha ha ách đột nhiên một cây ngân châm bay vào nàng miệng há to bên trong đem đầu lưỡi của nàng cắm ở lệnh phụ nhân rốt cuộc không cười nổi âm thanh trên nóc nhà thượng quan huyền giật thu tay lại nắm chặt hiểu nhi tức giận đến phát trung tay dân chúng nghe xong lời này giận quá độc phụ quá ác độc liền hài tử cũng không buông tha người, liền thái hậu cũng dám bỏng, thật là liền phân heo cũng không bằng, đớp cướp đi. Một nam nhân nói xong lời này, liền hướng phụ nhân kia dội một chậu phân heo, gây tẩm nhất chính là cướp đi tiểu hài người, ngược đãi lão nhân cùng tiểu hài người, tán tận thiên lương a. Nếm thử ta mười năm này đều không tẩy một lần chân rửa chân mùi vị của nước đi. Một cái lão nhân đừng nhìn nàng lớn tuổi, nhưng kia một chậu nước rửa chân dội ra ngoài, nhưng chuẩn đem phụ nhân trên người phân heo đều xông sạch sẽ. Ai nha, ngươi làm sao đem ta phân heo đều xông rơi nữa nha. Vừa rồi người kia thấy thế, nhịn không được dơ chân, không sợ ta chỗ này còn có phân trâu đâu, ta chỗ này cũng có. Đoạn đường này nhiều nữa đâu. Để bọn hắn nếm thử khác biệt hương vị, xe chở tù chậm rãi mở qua, hai tên thích khách bị một chậu một chậu chào hỏi tới dơ bẩn chi vật dội phải không mở ra được hai mắt, lão nhân nhắm chặt hai mắt cùng miệng, trong lòng đều hối hận chết, coi như thụ thiên đao vạn quả, cũng không có dạng này bị ngàn ngàn vạn vạn bách tính tẩy lễ tới đau khổ. Phụ nhân bị ngân châm kẹp lại miệng, bế không lên, một đường ăn phân. Dân chúng một đường mắng, một đường dội, lại dám cướp đi chúng ta Thụy Vương phi hài tử, quả thực không biết sống chết, chúng ta nhất định phải làm cho bọn hắn hối hận đi vào chúng ta Mẫn Trạch quốc làm thích khách, hối hận sinh làm người. Mọi người dùng sức đưa trong tay đồ vật dội đi qua, đừng bớt hôm nay chưa hết giận, chúng ta hướng triều đình thỉnh cầu một chút ngày mai tiếp tục, chưa hết giận, ngày mai tiếp tục. Chúng ta muốn dội đến Nam Cung quốc người cũng không dám lại tại chúng ta nơi này làm thích khách mới thôi, chúng ta muốn dội đến không còn có người dám đảm đương Nam Cung quốc chó săn mới thôi, đúng. Dội đến không còn có người dám ở chúng ta mẫn trạch quốc cướp người mới thôi, đại nhân dùng sức dội, tiểu hài dùng sức ném trứng gà, hiểu nhi cùng thượng quan huyền giật còn có thượng quan huyền hạo bọn người tại trên nóc nhà, tất cả mọi người dùng khăn vải trói chặt mũi, nhìn xem trên đường bách tính quần tình kích động. Một canh giờ trôi qua, tù phạm rốt cục du ngoạn đường phố, hai người đều trực tiếp ngất đi, bọn thị vệ để bọn hắn giữ lại một thân mùi thối, trọn vẹn sau một ngày, mới cầm nước, đem bọn hắn xông sạch sẽ, sau đó trực tiếp ném vào trong lao. Phụ nhân cùng lão nhân ở trong lòng quyết định, nếu có kiếp sau, đời sau cũng không tiếp tục làm người, quá khổ, diễu phố thị chúng về sau, dân chúng đều tự giác bắt đầu cầm cái chổi, đem đường đi quét sạch sẽ, cũng không thể hung lấy trong thành bách tính cùng trong cung hoàng thượng, nữ tẩy đường phố, nam phụ trách sách nước, trọn vẹn bận biệu một cái buổi chiều, dân chúng mới đưa toàn bộ đường cái đều rửa ráy sạch sẽ, hiểu nhi lúc này mới phát giác được hả giận, nàng cảm thán một câu, hiện tại lão bách tính, tố chất thật sự là càng ngày càng cao, hai người kia thúi chết, các ngươi còn muốn lấy đưa ta làm dược nhân, ta có thể hay không cự tuyệt không muốn a à. thượng quan huyền hạo nhìn xem đi xa xe chở tù ghét bỏ nói ngươi cứ nói đi thượng quan huyền giật nghe lời này lạnh lùng nhìn hắn một cái vậy ngươi phải đem bọn hắn rửa sạch sẽ mới đưa đến ta nơi đó a à. không phải ta cũng không nên vậy liền qua hai ngày rồi nói sau thế nào cũng phải để bọn hắn khó chịu hai ngày không phải làm sao xứng đáng lão bách tính bận rộn mấy ngày chuẩn bị trận này thịnh yến chặn vạn tối thời điểm thiên không mây đen dày đặc, rất nhanh liền hạ lên mưa rào tầm tả, mưa to liên tiếp hạ hai ngày, trong không khí chỉ còn lại kia một điểm mùi thối cũng bị sông không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện này rất nhanh liền truyền đến Nam Cung Quốc, Cung Tử Hiên làm sao cũng không nghĩ ra mình phái đi ra sát thủ đều bị giết không nói, cướp đi hài tử người thế mà còn nhận như thế không phải người ngược đãi về sau lại phái người đi cướp đi thượng quan huyền giật hài tử ai dám a à? lại nói Nam Cung Quốc Hoàng Triều bên ngoài kia mười cái mấy người đầu, cũng làm cho rất nhiều người ác mộng liên tục. Cung Khánh Hoa lại một lần tức giận đến dạ dày đều chảy máu, hắn lại một lần bị thượng quan huyền giật trắng trợn khiêu khích. Đông Tấn Quốc Quốc Vương nghe nói chuyện này, thì cảm thán một câu, đây chính là dân tâm sở hướng lực lượng A, triều đình dân tâm sở hướng, lo gì Hoàng Triều sẽ đổ, quần chúng lực lượng thế nhưng là kinh người, ai có thể đấu qua được thiên hạ thương sinh, trên dưới một lòng. Trước kia 10 năm trước Nam Cung Quốc nghĩ tiếng đánh bẩn trạch quốc còn có thể. Đáng tiếc khi đó tất cả mọi người đề phòng Nam cung quốc đâu, hiện tại Nam cung quốc lại nghĩ tiến đánh Mẫn Trạch quốc, khó, chẳng qua Thượng quan Huyền Dật trả thù lên, thật nhiều lần để người mới mẻ a. À. Chương 1188, thích khách dạo phố qua đi, Thượng quan Huyền Dật liền bắt đầu thu xếp tiến về phía Nam sự tình, phát sinh nóc nhà bị cướp sự tình, Thượng quan Huyền Dật đối với mang lên Hiểu Nhi cùng hài tử đi phía Nam sự tình, từ do dự đến tất nhiên mang lên Hắn sẽ không cho phép các nàng mấy mẹ con gặp gỡ sự tình mà mình lại ngoài tầm tay với tình huống xuất hiện, cho nên vẫn là đưa các nàng mang theo trên người tương đối tốt, mà lại hiểu nhi võ nghệ cao cường, mang lên nàng không chỉ có sẽ không cho mình thêm phiền phức, ngược lại luôn luôn có thể giúp đỡ không ít việc. Đương nhiên, coi như hiểu nhi một điểm võ công cũng sẽ không, hắn cũng vui vẻ đem hiểu nhi mang theo trên người. Hiểu nhi biết thượng quan Huyền Dật quyết định mang lên mình cùng bọn nhỏ cùng một chỗ xuôi nam về sau, liền bắt đầu làm chuẩn bị. Đầu tiên lần này xuôi nam, cũng không biết sẽ đi bao lâu, cửa hàng bên trong sự tình đương nhiên phải trước đó an bài tốt, nàng đem không gian bên trong rất nhiều tinh phẩm ăn uống chuẩn bị ra tới, tìm một ngày, bỏ vào thẩm thừa diệu trong không gian giới chỉ, để hắn định thời gian lấy ra, cung ứng cho tử lâu cùng siêu thị, mặt khác còn họa rất nhiều châu báu cùng trang phục bản thiết kế. Thẩm mỹ viện muốn dùng đến mỹ phẩm dưỡng da cũng đều chuẩn bị rất nhiều, đồng dạng là bỏ vào thẩm thừa diệu không gian chiếc nhẫn thượng quan huyền dật thì vội vàng an bài tốt đế đô sự tình thượng quan huyền dật muốn đi phía nam tự nhiên phải sớm cùng hoàng thượng nói một tiếng đạt được hoàng thượng đồng ý mới có thể xuất phát trong ngự thư phòng thượng quan huyền dật muốn đi phía nam sự tình nói ra hoàng thượng nghe lời này vô ý thức liền cự tuyệt không được huyền tuấn đã đi tiếng đánh nam cung quốc trọng yếu nhưng là bảo vệ tốt mẫn trạch quốc trọng yếu giống vậy đều đi tiếng đánh nam cung quốc chúng ta đại bản doanh không muốn rồi, phụ hoàng, nhi thần đã nghĩ kỹ, địch đại tướng quân bảo đao chưa lão, tuyệt đối có thể đem mẫn trạch quốc bảo vệ cẩn thận, mà lại đế đô thành bên trong có trấn quốc công, triệu đô đốc một nhà, an toàn không lo. Triệu gia hai huynh đệ vô luận là cái kia, gặp gỡ sự tình đều có thể một mình đảm đương một phía, tây bắc bên kia hiện tại có thể nói vững như thành đồng, phía đông là đông tấn quốc, hai nước chúng ta tạm thời là liên bang, hữu hảo quan hệ ngoại giao hiện tại chúng ta đứng trước lớn nhất nguy cơ là chính là phía Nam. Nếu như nhi thần tiến về Nam Cung Quốc, ta có thể bảo chứng có thế sớm vừa đến thời gian 2 năm đem toàn bộ Nam Cung Quốc đánh hạ, Hoàng thượng nghe lời này, do dự, hắn lúc đầu kế hoạch tiến đánh Nam Cung Quốc cần dùng bên trên 8 đến 10 năm, thời gian này hoàn toàn chính xác có chút quá dài, nếu như có thế sớm 1 đến 2 năm đánh hạ Nam Cung Quốc, không muốn thiếu nhìn cái này 1-2 năm, kia là có thể tiết kiệm rất nhiều binh lực cùng vật lực trọng yếu nhất chính là nếu như đánh hạ Nam Cung quốc thời gian càng dài, như vậy trận chiến tranh này liền càng có khả năng đem toàn bộ mẫn trạch quốc đều liên lụy, đêm dài lắm mộng, cái từ này không phải là không có đạo lý, cho nên Hoàng thượng do dự, Hoàng thượng suy nghĩ liên tục, cuối cùng cũng là đồng ý, tốt, chỉ là ngươi liền bỏ được trời đi hiểu nhi nha đầu kia cùng mấy đứa bé nhiều năm như vậy rồi, Thượng quan huyền giật nghe lời này. Dùng giống nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn thoáng qua hoàng thượng, Vương phi cùng hài tử đương nhiên là đi theo ta cùng đi a. À. Theo quân, phụ hoàng chưa nghe nói qua sao? Không được, cái này kiên quyết không được. Ngươi là đi đánh trận, lại không phải đi du sơn ngoạn thủy, chỗ nguy hiểm như vậy, ngươi mang theo vợ con đi, đây là đi đùa dẫn sao? Hoàng thượng nghe lời này kiên quyết không đồng ý. Lúc đầu nhi thần chỉ là muốn đi đem cung tử hiên cùng cổ huyền đại sư giải quyết liền trở về, nhưng là xảy ra chuyện như vậy nhất là biết Nam Cung Quốc nuôi dưỡng một nhóm sát thủ về sau, Nhi Thần mới thay đổi chủ ý, cái này Nam Cung Quốc không sớm ngày đánh hạ, chỉ sợ thật sẽ đêm dài lắm mộng, hôm qua Nhi Thần thu được mật bảo đảm, Đông Tấn Quốc gia các cẩn tuyền tại bí mật bán lương thực cho Nam Cung Quốc, mà lại Đông Tấn Quốc Thái Tôn gửi thư nói, cái gì, Đông Tấn Quốc sao có thể làm ra loại này vô sĩ sự tình? Đông Tấn Quốc cùng Mẫn Trạch Quốc thế nhưng là kết minh, tương lai 30 năm hai nước đều là liên bang không phải đông tấn quốc quốc quân làm, hắn không cần thiết bốc lên dạng này hiểm, mà lại đông tấn quốc thái tử đã tại sắp xếp tiến đánh nam cung quốc, thừa cơ kiếm một chén canh. Cái này sự tình đoán chừng là gia các cẩn tuyền âm thầm cùng cung thánh hoa cấu kết, gia các cẩn tuyền mất đi thái tử vị trí, nhất định sinh lòng bất mãn, hắn lại làm sao có thể nguyện ý chịu làm kẻ dưới, mà lại chúng ta bởi vì gia các mỹ ngọc sự tình, cũng coi là triệt để đắc tội gia các cẩn tuyền hắn có rất nhiều lấy cớ cùng nam cung quốc cấu kết cùng một chỗ không quản sự thực là thế nào thế giới này không có vĩnh viễn minh hữu cũng không có địch nhân vĩnh viễn chỉ nhìn lợi ích phải chăng nhất trí thôi đông tấn quốc cũng không thể không phòng nhưng là ngươi nói không sai nam cung quốc cho không được đông tấn quốc chỗ tốt gì đông tấn quốc quốc quân sẽ không ngốc đi cùng nam cung quốc kết minh mà từ bỏ chúng ta cái này minh hữu đông tấn quốc thái tử bên kia nếu là cố ý tiến đánh nam cung quốc không ngại cùng nhau thương nghị một chút, Nam Cung Quốc như thế một khối to bánh bột ngô, chúng ta phân đi ra một chút cũng là không có quan hệ, chỉ cần có thể mau chóng đánh hạ nó là xong, thế giới này nhiều như vậy quốc gia, Hoàng thượng tự nhận không có bản sự kia thật sự có thể thống nhất thiên hạ. Hắn không có như vậy ngây thơ, việc đi Nam Cung Quốc chỉ là vì tự vệ, có thể đánh hạ Nam Cung Quốc bao nhiêu cái thành trì, đối với mẫn trạch quốc đến nói đều là kiếm được, đông tấn quốc sinh sản Mỹ Ngọc, khoáng thạch, chỉ là nhưng trồng trọt thổ địa lại là ba quốc gia bên trong ít nhất đương nhiên trước kia tây nguyệt quốc càng ít nhưng là tây nguyệt quốc đã diệt quốc nam cung quốc là ruộng tốt nhiều nhất quốc gia nếu như đông tấn quốc có thế chiếm hạ nam cung quốc một hai cái châu đối bọn hắn đến nói có lợi ích to lớn nhi thần biết nhi thần sẽ mật thiết lưu ý nếu như không có chuyện gì khi nhi thần cáo lui hoàng thượng nhẹ gật đầu sau đó hoàng thượng lại nghĩ tới hắn vừa rồi nói phải mang theo vợ con tiến về phía nam cái này người lại cố ý dời đi đề tài, nhấc lên đông tấn quốc, để cho mình xem nhẹ trọng điểm, hoàng thượng tranh thủ thời gian ngăn cản, chờ một chút. Ngươi không thể đem trẫm cháu trai đều mang đến chiến trường, như thế quá nguy hiểm, ngươi muốn đi, các ngươi hai vợ chồng đi, ta không ngăn, hài tử ở lại trong cung, cho ngươi mẫu hậu chiếu cố là xong, ngũ công chúa gã, thất hoàng tử cũng lớn lên, mình quốc sự bận rộn, hoàng hậu cả ngày phàn nàn trong cung không có việc gì, có thế mang mấy cái cháu trai cũng tốt, không được, trong cung quá nguy hiểm, khốn nạn, trong cung làm sao nguy hiểm rồi. Hoàng cung là toàn bộ mẫn trạch quốc thủ vệ sâu nhất nghiêm địa phương được không, phụ hoàng nói sai đi. Nhi tử ta chính là trong cung bị cướp đi, tại địa phương khác nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, phụ hoàng, ngươi cho rằng phát sinh dạng này sự tình, nhi thần còn yên tâm đem hài tử ở lại trong cung sao. Trước đó Hiểu Nhi muốn cùng mình cùng đi Nam cung quốc, Thượng Quan Huyền Dật trong lòng xác thực nghĩ tới đem hài tử để lại cho mình mẫu hậu chiếu cố, chỉ là hắn biết Hiểu Nhi không đồng ý, mới không có sách thôi. Hiện tại đừng bảo là Hiểu Nhi, chính là hắn cũng không đồng ý. Đây không phải là ngoài ý muốn sao? Đúng a, à, ngoài ý muốn thường thường có, vẫn là thôi đi. Hoàng thượng, chương 1189, Thượng Quan Huyền Dật đi ra Tử thần cung không xa, liền gặp gỡ mình Thất hoàng đệ, Lục Hoàng huynh thượng quan huyền diệu đi vào thượng quan huyền dật trước mặt chững chạc đàng hoàng thi lễ một cái thượng quan huyền dật thấy là hắn liền hỏi công khóa làm xong rồi thất hoàng tử từ bốn tuổi bắt đầu mỗi ngày công khóa đều dị thường nặng mỗi ngày trừ học tập tứ thư ngũ kinh cầm kỳ thư họa đế hoàng thuật còn muốn luyện võ luyện tập kỵ xạ hoàng thượng đối với hắn phi thường nghiêm ngặt đế sư đối với hắn đồng dạng phi thường nghiêm ngặt một tháng chỉ có bốn ngày một hưu hôm nay một hưu mà lại sư phó nói ta sách vở tri thức đều học xong là thời điểm bắt đầu đem học được tri thức vận dụng đến trong sinh hoạt thượng quan huyền diệu bắt đầu vì chính mình sau đó phải nói lời làm nền không sai trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành thượng quan huyền giật nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý lục hoàng huynh ta hơi nhớ mấy cái chất nhi có thể cùng ngươi cùng một chỗ hồi phủ nhìn xem sao thượng quan huyền diệu lần bế quan này học tập một tháng mới ra ngoài dự định liền đừng bốn ngày, bồi Hi Nhi đi chơi, không nghĩ tới vừa ra tới liền nghe được tin dữ Hi Nhi thế mà đi theo thẩm cảnh hạo cùng đi trạch châu. Cái này với hắn mà nói quả thực là sấm sét giữa trời quang, nàng sao có thể vứt xuống mình một mình đi trạch châu chơi. Mà lại nơi đó nhiều nguy hiểm a. À. Vạn không cẩn thận bị đao kiếm làm bị thương làm sao bây giờ, thượng quan huyền diệu biết cái này sau đó trong lòng gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng sau đó vừa vặn vừa rồi hắn nghe thấy lục hoàng huynh cùng phụ hoàng đối thoại hắn biết thượng quan huyền giật dự định đi phía nam đây quả thật là ngũ gật có người đưa gối đầu hắn có thể cùng theo đi không bồi tại hi nhi bên người hắn không yên lòng a à, hi nhi ỷ vào mình có chút mà độc thuật gan lớn được thiên hạ khó tìm chuyện gì đều làm được mà lại hi nhi đối mỹ lệ đồ vật một điểm sức chống cự đều không có nghe nói nam cung quốc chuyên sinh mỹ nam hắn thực sự có chút không yên lòng khi không có lương tâm vật nhỏ, nói không chừng không cẩn thận liền bị người câu hồn, bị người bán cũng không biết, cho nên hắn nhất định phải thuyết phục mình thất hoàng huynh mang mình cùng một chỗ tiến về trạch châu. Chỉ cần nói phục thất hoàng huynh mang mình đi trạch châu, như vậy phụ hoàng liền nhất định sẽ đồng ý, chẳng qua muốn thuyết phục thất hoàng huynh có chút khó, nghiêm chỉnh mà nói là thất hoàng huynh sợ nhất phiền phức, muốn thuyết phục hắn không phải có chút khó, là phi thường khó, cho nên hắn vừa rồi lời đến khóe miệng đổi giọng đổi thành đi xem một chút hai đôi long phượng thai thuyết phục thất hoàng huynh vẫn là trước từ thuyết phục thất hoàng tẩu bắt đầu đi chỉ cần giải quyết thất hoàng tẩu thất hoàng huynh liền không cần lo lắng thất hoàng tẩu nói đông thất hoàng huynh tuyệt đối sẽ không nói tây đây là hy nhi tổng kết ra kinh nghiệm hắn phát hiện phi thường chính xác thượng quan huyền giật nghe lời này ý tứ sâu xa nhìn thoáng qua mình tiểu hoàng đệ hừ đừng cho là mình không biết hắn đánh ý định gì chẳng qua đứa nhỏ này như thế lớn vẫn luôn trong cung sinh hoạt cũng là thời điểm ra đi thấy chút việc đời. Không phải nhà ấm bên trong đóa hoa, hát có thể nên được chức trách lớn, thượng quan huyền dật chỉ nhìn hắn một cái, không nói gì, vượt qua hắn, đi ra, thượng quan huyền diệu gặp hắn không có phản đối biết là đồng ý, đuổi theo sát, thượng quan huyền dật mang theo thất hoàng tử trở lại trong phủ, hiểu nhi thấy vẫn là rất ngoài ý muốn, chẳng qua nghĩ lại đại khái liền đoán được thất hoàng tử đến là vì cái gì, bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện, thượng quan huyền dật còn có việc phải xử lý, đem thượng quan huyền diệu mang về phủ sau liền đi thư phòng xử lý sự tình, thất hoàng đệ hôm nay không cần học tập sao. Hiểu nhi để nhũ mẫu đem hài tử ôm ra, sách vở tri thức ta đều học xong, tiên sinh nói ta nắm giữ được cũng không tệ lắm. Tiếp xuống chính là thực tiễn thời điểm, thượng quan huyền diệu cầm một con hưu cao cổ hình dạng giao linh, đùa với đặt ở trên giường nhỏ bốn đứa bé, hiện tại bốn đứa bé đều biết đưa tay đi đoạt hiểu nhi nghe lời này đồng ý gật gật đầu không sai thực tiễn ra hiểu biết chính xác đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường thượng quan huyền diệu nghe lời này cao hứng nhìn về phía hiểu nhi lục hoàng tẩu cũng cho rằng như thế sao lục hoàng tẩu ngươi cảm thấy ta hẳn là đi đâu đi một chút tốt đâu đi tái ngoại đi nơi nào phong quan rất tốt mà lại nơi đó hiện tại tương đối thái bình hiểu nhi cố ý nói một cái phương hướng ngược thượng quan huyền diệu Ta cũng không phải dự định đi chơi, thân là hoàng tử, gánh vác quốc gia hưng suy vinh nhục trách nhiệm, tự nhiên phải ra sức vì nước. Ta nghĩ đến Trạch Châu bên kia ra một điểm lực đâu, Thất hoàng tẩu, ngươi cũng biết ta hiện tại võ công đã rất lợi hại đi. Tiểu tử, cái gì nghĩ đến Trạch Châu ra sức vì nước, nghĩ đến Trạch Châu truy vợ chính là thật. Nếu như Hi Nhi không phải đi theo Cảnh Hạo đi Trạch Châu, mà là chạy tới Tây Bắc, nàng liền không tin thượng quan Huyền Diệu sẽ nghĩ đến đi Trạch Châu lại dám ở trước mặt mình không thành thật. Không cho hắn một bài học là không được, thất hoàng đệ có thế nghĩ như vậy là không còn gì tốt hơn, lúc đầu ta là bởi vì Hy Nhi vừa vặn đi Tây Bắc, nghĩ đến hai người các ngươi chơi đùa từ nhỏ đến lớn, cùng đi Tây Bắc sông sáo cũng coi là có người bạn, mà lại ngươi cũng biết Hy Nhi nha đầu kia nhiều có thế gây chuyện A, à, có ngươi trông coi nàng, ta cũng yên tâm một điểm, chẳng qua đã ngươi có thế lấy quốc sự làm trọng, lục hoàng tẩu cũng thật cao hứng, ta nhất định sẽ nói phục ngươi lục hoàng huynh mang lên ngươi cùng đi trạch châu quả thực là sấm sét giữa trời quang khi nhi đi tây bắc thế nhưng là hắn làm sao thăm dò được khi nhi đi trạch châu khi nhi đi tây bắc rồi nàng không phải đi theo cảnh hạo ca đi trạch châu nhậm chức sao đây chẳng qua là đối ngoại thuyết pháp một cái cô nương gia một thân một mình chạy tới tây bắc cái này sự tình truyền đi thanh danh còn muốn hay không rồi vì thanh danh của nàng chúng ta chỉ có thể nói nàng đi theo cảnh hạo đi trạch châu kỳ thật nha đầu kia là chạy tới tây bắc nhìn đại thảo nguyên khi nhi vẫn luôn la hét muốn đi xem tái ngoại phong quang, muốn nhìn một chút thiên thương thương giả mênh mông gió bãi cỏ thấy dê bò phong cảnh đến cùng là thế nào nàng thật đúng là có khả năng mượn cơ hội này chạy tới tây bắc thật là tính sai hắn không nghĩ tới đây là một cái dương đông kích tây mưu kế hắn ho khang một cái kỳ thật trong thiên hạ hẳn là đất vàng tây bắc cũng là triều ta lãnh thổ ta đến đó mở mang kiến thức một chút cũng là có thể mà lại hy nhi đi nơi nào, lục hoàng tẩu thực sự không yên lòng, ta có thể đi qua. Tại hiểu nhi thấy rõ hết thảy treo gẹo ánh mắt phía dưới, thượng quan huyền diệu phát giác mình có chút nói không được, cho nên là quốc sự làm trọng, vẫn là nhi nữ tình trường làm trọng đâu. Hiểu nhi đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lạnh lùng nói, tự nhiên là quốc sự làm trọng. Thượng quan huyền diệu thấy này vội vàng nói, nhưng hắn ở trong lòng bồi thêm một câu, chẳng qua trước thành gia sau lập nghiệp, cũng là chính xác, trước có nhà sau có quốc mà. Nhìn xem mình thất hoàng huynh, đi phía nam đánh trận không phải cũng là mang lên vợ con sao. Cái này quốc sự cùng gia sự căn bản cũng không mâu thuẫn, cho nên ngươi đến cùng muốn đi đâu, ta đi trước Tây Bắc đem Hy Nhi mang về, sau đó lại đi Trạch Châu, ngươi nghĩ đến thật đẹp. Hiểu Nhi không cao hứng trừng mắt liếc hắn một cái, chương 1190, ta đi trước Tây Bắc đem Hy Nhi mang về, sau đó lại đi phía nam thượng quan huyền diệu trong lòng vì chính mình nghĩ đến như thế một ý kiến hay mà cao hứng, ngươi nghĩ đến thật đẹp. Hiểu nhi không cao hứng lường hắn một cái, thượng quan huyền diệu ngượng ngùng cười cười, nếu như thất hoàng đệ muốn đi thực tiễn một chút, kia liền theo chúng ta cùng đi trạch châu. Trạch châu thiếu người dùng, là một cái rất không tệ cơ hội rèn luyện, về phần hy nhi nha đầu kia gan to bằng trời, chuyện gì cũng dám làm ra đến, liền để chính nàng một thân một mình đi xông vào một lần, ăn chút đau khổ. Không phải nàng không biết thế giới này lớn bao nhiêu, so với nàng lợi hại nhiều người đi. Hiểu Nhi một bên đem một vài thứ chỉnh lý tiếng trong rương, vừa nói, Thượng Quan Huyền Diệu, đây quả thật là thân tỷ tỷ sao? Làm sao liền không lo lắng muội muội của mình đâu? Hắn nghĩ nghĩ nhân tiện nói, bởi vì Hi Nhi vô pháp vô thiên, ta lo lắng nàng không cẩn thận liền ném mạng nhỏ, cho nên vẫn là nhanh đi đem nàng tìm trở về đi. Yên tâm, nàng toàn thân là độc nàng không khiến người ta ném mạng nhỏ coi như tốt mà lại ta có phái người đi bảo hộ nàng nhất định sẽ không để cho nàng ném mạng nhỏ đương nhiên tàn phế ta người thế nhưng là mặc kệ không phải tính tình của nàng không biết thu liễm tàn phế cũng mặc kệ thượng quan huyền diệu cảm thấy cả người đều không tốt lục hoàng tẩu ngươi nói cho ta hiện tại hi nhi đi đâu nhi đi ta muốn đi tìm nàng thượng quan huyền giật lúc này vừa vặn đi đến hắn nghe lời này mặt tối sầm người chỗ nào cũng không cho đi, muốn lại đi phía nam, tiến đánh nam cung quốc. Nam tử hán đại trưởng phu suốt ngày tổng truy tại một nữ nhân sau lưng còn thể thống gì? Thượng quan huyền diệu nghe lời này không phục, hắn lúc nào có suốt ngày luôn luôn truy tại nữ nhân sau lưng rồi. Mặc dù đây là hắn tha thiết ước mơ thời gian, thế nhưng là từ khi bốn tuổi lên hắn muốn học tập đồ vật liền xếp đầy tất cả thời gian của hắn. Một tháng mới có bốn ngày một hưu, nhiều đồ như vậy muốn học, nếu như không phải mình trời sinh thông minh học cả một đời đều không học hết. Lại nói, hắn khi đó mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng hắn nhớ kỹ mình Lục Hoàng Huynh trước kia cũng luôn luôn truy tại Lục Hoàng Tẩu sau lưng A. Lục Hoàng Huynh xuất chinh thời điểm không phải cũng là mang lên Lục Hoàng Tẩu cùng bọn nhỏ sao? Bởi vì cái gọi là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Cái này tu thân ta đã hoàn thành, đến đông đủ nhà, Thượng quan Huyền Diệu mặt dày nói, dù sao từng cái đều là nhân tinh, Hắn cũng không tin mọi người nhìn không ra mình thích khi nhi tâm ý. Đã dạng này hắn dứt khoát liền trực tiếp làm rõ được rồi, thượng quan huyền vật nhìn thoáng qua mình hoàng đệ, còn biết xấu hổ hay không, bản hoàng mang lên ngươi lục hoàng tẩu thế nhưng là có chính sự muốn làm. Ngươi lục hoàng tẩu bản lãnh lớn đâu, ngươi cũng không phải không biết, khi nhi y thuật cùng độc thuật cũng rất lợi hại, mang lên nàng cùng đi phương Nam không chỉ có thể cho các binh sĩ chữa thương xem bệnh, nói không chừng còn có thế hạ độc chết quân địch đối nam cung quốc không phải có một cái rời huyện, bên trong ở ly tộc người không phải phi thường am hiểu hạ độc sao. Ly tộc nghe nói có đấu độc giải thi đấu, nói không chừng Hi nhi có thể giúp đỡ đại ân đâu, thượng quan huyền giật nghe lời này, xem thường, vô luận là y vẫn là độc, ai cũng không kịp hiểu nhi không gian bên trong một gốc vô ưu quả cây, đương nhiên lời này hắn sẽ không nói ra đi, người nói không sai, ta biết. Vậy ta phái người đi đem Hy Nhi mang đến phía Nam, ngươi ngoan ngoãn đi theo ta cùng đi phía nam đi hiểu nhi nói thượng quan huyền diệu nghe lời này có chút nhục chí mình hoàng huynh cùng hoàng tẩu thực sự quá xấu mình biết mình không yên lòng hi nhi muốn tìm hi nhi trở về bọn hắn chính là không hé miệng được rồi bọn hắn không đồng ý hắn liền mình đi tây bắc tìm hi nhi chỉ là cái này sự tình phải lén lút thôi nếu không mình phụ hoàng nhất định sẽ không đồng ý ai sinh không gặp thời làm sao liền thành phụ hoàng lão đến tử đâu không phải hắn cũng có thể học mấy vị hoàng huynh đồng dạng mỗi người thay phiên lưu tại đế đô một tháng thời gian còn lại đều có thể xông xáo bên ngoài khi còn bé phi thường ao ước mình hoàng huynh có thể bốn phía đi cho là mình lớn lên cũng có đãi ngộ như vậy thế nhưng là đợi đến mình lớn lên mấy vị hoàng huynh đều thành thân thành thân sau liền không yêu xông xáo thế mà đều thành nhớ nhà người trước kia ước định cũng hủy bỏ hắn làm sao liền xui xẻo như vậy sẽ không lấy ra sinh canh giờ đâu chẳng qua cũng không đúng nếu là hắn quá sớm xuất sinh chẳng phải không thể cùng hy nhi sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm rồi như thế hy nhi nhất định so với mình trẻ tuổi rất nhiều năm như thế đoán chừng mình liền không lấy được hy nhi vì chính mình vương phi nhân sinh quả nhiên là không có hoàng mỹ thượng quan huyền diệu ở trong lòng cảm thán một câu hiểu nhi nhìn xem người nào đó sầu não uất ức biểu lộ nhịn không được cười tốt lừa gạt ngươi Hi nhi nha đầu kia đích thật là đi theo cảnh hạo cùng đi nhậm chức thượng quan huyền diệu nghe lời này trừng lớn hai mắt lục hoàng tẩu ngươi sẽ không phải là vì gạt ta đi phía nam cố ý nói láo gạt ta a à. hiểu nhi nghe lời này không cao hứng lường hắn một cái ta cần phải gạt ngươi đi phía nam sao ta thật muốn ngươi đi trực tiếp đưa ngươi ném lên xe ngựa là được a à, còn cần tốn tâm tư lừa ngươi ngươi lại không đủ ta đánh cũng đúng thượng quan huyền diệu nghe lời này cũng cho rằng có đạo lý mình thất hoàng huynh nghĩ muốn chuyện của mình làm cho tới bây giờ đều là vũ lực giải quyết vậy ta bây giờ lập tức hồi cung hướng phụ hoàng báo cáo ta muốn đi theo các ngươi cùng đi phía nam tiến đánh nam cung quốc bản vương quyết định không mang ngươi chính ngươi cùng phụ hoàng nói ngươi muốn đi phía nam đừng bảo là đi theo ta đi cũng không cho phép đi theo ta ta sợ phiền phức thượng quan huyền giật lúc này lật lọng nói bốn đứa bé làm ngọn đèn còn không muốn lóa mắt sao còn muốn mang lên một cái hoàng đệ hắn mới không muốn Thượng quan huyền diệu nghe lời này khó có thể tin, vừa rồi ngươi không phải đã đồng ý sao? Ta cam đoan không cho lục hoàng huynh gây phiền toái. Chính ta liền có thể bảo vệ mình, ngươi xuất hiện ở trước mặt ta chính là cho ta thêm phiền phức, ngươi bắt ta tới làm lấy cớ thuyết phục phụ hoàng cho ngươi đi phía nam chính là cho ta thêm phiền phức, ngươi nếu là đi theo ta đi, càng là phiền càng thêm phiền. Thượng quan huyền giật không khách khí chút nào nói, thượng quan huyền diệu, cái này lục hoàng huynh sẽ không phải là mẫu hậu nhận nuôi trở về a à? làm sao nhất định tình huynh đệ đều không để ý phúc hiểu nhi nghe thượng quan huyền giật không tử tế cười cái kia vừa rồi lục hoàng tẩu đã đáp ứng mang ta đi phía nam ta đi theo lục hoàng tẩu là được ta liền đi theo phía sau của các ngươi tuyệt đối sẽ không quấy rầy các ngươi thượng quan huyền diệu nghe thấy hiểu nhi tiếng cười đột nhiên nảy ra ý tưởng nói ngươi đánh thắng được triệu dũng bản vương liền để ngươi đi theo phía sau của chúng ta không phải chỉ bằng ngươi kia công phu mèo ba chân gặp gỡ thích khách lúc ta còn cần hao tâm tốn sức đi cứu ngươi thượng quan huyền dật chỉ là nhìn hắn khó chịu cố ý làm khó dễ hắn thôi tuyệt đối không cần sư phó nói ta võ nghệ tuyệt đối không thua năm đó ngươi thượng quan huyền diệu cao hứng nói nhớ năm đó mình hoàng huynh không phải cũng là mình cái tuổi này liền bắt đầu bốn phía xông xáo sao Thế là thượng quan huyền diệu cùng triệu dũng so tài một trận, kết cục đương nhiên không có thắng, chẳng qua hắn vẫn là đi theo hiểu nhi bọn hắn cùng lúc xuất phát, chương 1191, hiểu nhi cùng thượng quan huyền giật một ngày trước khi lên đường ban đêm, hai người mang theo hài tử rời đi đế đô thành một chuyến, sau đó trở lại thụy vương phủ, hài tử cũng không biết đi đâu, ngày thứ hai ban đêm, bọn hắn bí mật khi xuất phát, thượng quan huyền diệu nhìn xem chỉ có hai người bọn họ, không có trông thấy hài tử thân ảnh hắn không khỏi tò mò hỏi bọn nhỏ đâu không có mang theo trên người ta đem hài tử giao phó cho bạn bè hiểu nhi tùy ý phân tích một câu vô luận ai hỏi lên hiểu nhi đối ngoại đều nói hài tử giao phó cho bạn bè chiếu cố vì hài tử an toàn tất cả mọi người thức thời không có tìm hiểu hài tử đến tục cùng giao phó cho ai chiếu cố đương nhiên đây chỉ là một lấy cớ hài tử là thả trong không gian phó thác tới ban ngày chiếu cố chẳng qua bạch thiên cũng coi là bạn bè quả nhiên thượng quan huyền diệu nghe xong lời này liền không có hỏi nhiều hài tử không mang theo trên người giao phó cho bạn bè tự nhiên là vì hài tử an toàn nghĩ nếu như hắn còn không thức thời truy nguyên đây không phải là để người khác khó xử sao dù sao nên để ngươi trông thấy thời điểm ngươi liền sẽ trông thấy không chỉ là thượng quan huyền diệu nghĩ như vậy chính là dương liễu dương mai cùng triệu dũng mấy người cũng là nghĩ như vậy hiểu nhi cùng thượng quan huyền giật một chiếc xe ngựa thượng quan huyền diệu cùng những người khác đều là cưỡi ngựa đằng sau còn đi theo hai chiếc xe ngựa kia là chuẩn bị trời mưa lúc dùng mặt khác trong xe cũng trang một chút hành lý cùng vật tư một đoàn người trong đêm đi vào bến tàu bên trên một chiếc bề ngoài toàn thân màu đen thuyền ba chiếc xe ngựa cũng kéo lên thuyền đây không phải một chiếc phổ thông thuyền có thể nói là một chiếc quân thuyền mặc dù không thể cùng hiện đại cao khoa bỉ nhưng là đối với thời đại này đến nói tuyệt đối là kinh người tồn tại trong thuyền có thật nhiều để người chấn kinh cùng vũ khí, thượng quan huyền giật âm thầm thả rất nhiều vật tư ở bên trong, thượng quan huyền giật một đoàn người lên thuyền về sau, thuyền lập tức bắt đầu đi thuyền lên, hừng đông thời điểm thuyền liền ra biển, ngay sau đó xuất hiện rất nhiều chiếc dạng này thuyền đi theo thuyền của bọn hắn sau lưng, thượng quan huyền diệu nhìn xem nhiều như vậy con thuyền, khiếp sợ hỏi, thất hoàng huynh, ngươi lần này mang rất nhiều binh mã sao, không có, một vạn mà thôi. Mỗi trên chiếc thuyền này có 500 tên lính, những cái này quân thuyền là tiến về vạn lý thạch đường về sau, liền thủ hộ ở nơi đó chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không muốn thiếu nhìn cái này một vạn binh sĩ, tăng thêm cái này 20 chiếc quân thuyền trang bị, một người liền có thể lấy một địch trăm, Thượng Quan Huyền Diệu nghe lời này không nói gì thêm, bởi vì một vạn hoàn toàn chính xác không coi là nhiều, ngươi có thể tại khoang tàu nhìn xung quanh nhận thức một chút thượng quan huyền giật nói xong lời này liền trở về trong phòng tìm hiểu nhi thượng quan huyền diệu vừa vặn có tính toán như vậy liền bắt đầu trên thuyền bốn phía bắt đầu đi dạo bình thường mà nói ở trên biển đi thuyền thời gian là phi thường buồn bực nhưng là bọn hắn lại không giống trên thuyền binh sĩ mỗi ngày buổi sáng sau khi rời giường liền muốn trên thuyền tiến hành thao luyện hiểu nhi lần này đem thân binh cũng mang lên nàng mỗi ngày mang theo một trăm tên thân binh cùng một chỗ thao luyện lại muốn chiếu cố hài tử thời gian trôi qua phi thường phong phú, thuyền đi thuyền hơn một tháng liền tới đến vạn lý thạch đường. Những cái này chiến thuyền toàn bộ đều dừng sát ở nơi này, mục đích đúng là bảo vệ cẩn thận vạn lý thạch đường, để phòng nước Nhật có cơ hội để lợi dụng được. Hiểu nhi bọn hắn tại vạn lý thạch đường lưu lại mấy ngày, thượng quan huyền giật ở đây thu xếp những cái kia quân thuyền làm một lần quân sự diễn tập, bảo đảm không có vấn đề về sau, một đoàn người mới đi thuyền tiến về nhĩ đảo, sau đó trải qua nhĩ đảo đi vào Trạch Châu mới lên bờ. Lúc này đã là tháng 8, tháng 8 Trạch Châu, thời tiết y nguyên dị thường nóng bức. Cái này một phần cực nóng tựa như người nào đó tâm đồng dạng, thượng quan huyền diệu một chút thuyền, lập tức nhân tiện nói, chúng ta nhanh đi nha môn đi. Khi nhi các nàng đoán chừng đã sớm đến Trạch Châu, cũng không biết giờ phút này nàng có hay không ngoan ngoãn đợi tại Trạch Châu. Thượng quan huyền giật nghe lời này lường hắn một cái, sau đó thượng quan huyền diệu lập tức liền ngậm miệng, ai, nhất thời quá hưng phấn, đem tiếng lòng đều biểu đạt ra đến. Trên bến tàu sớm đã có người chờ ở chỗ này, là địch thiệu duy thủ hạ một tên binh lính, tên là Quan Tâm Sa. Quan Tâm Sa đi theo địch thiệu duy bên người nhiều năm tự nhiên là nhận ra thượng quan huyền vật, hắn trông thấy bọn hắn hạ thuyền, tranh thủ thời gian hành lễ, tiểu nhân tham kiến lục gia, thất gia, phu nhân, địch tướng quân đâu. Thượng quan huyền vật nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, địch tướng quân không ở nơi này, tại sông Dương huyện, sông dương huyện hai ngày trước đã cầm xuống chẳng qua một trận chiến này thương vong của binh sĩ có chút nặng hắn nhất thời đi không được cố ý phái tiểu nhân tới nghênh đón lục gia thượng quan huyền giật nghe lời này nhẹ gật đầu dẫn đường đi thượng quan huyền diệu nghe lời này có chút mắt trợn tròn liền trạch châu nha môn cũng không đi một chuyến sao. như thế hắn chẳng phải không thể thấy hi nhi cái kia thượng quan huyền diệu muốn nói cái gì thượng quan huyền giật quay đầu nhìn hắn một cái ánh mắt kia nhàn nhạt nhưng là thượng quan huyền diệu chính là không dám nói tiếp nữa được rồi người đều đi vào trạch châu dù sao cũng so tại đế đô tốt hắn cũng không tin không có cơ hội trông thấy hi nhi thượng quan huyền giật cùng hiểu nhi bọn hắn tại trạch châu lưu lại trực tiếp hướng vừa đánh hạ đến sông dương huyện mà đi thượng quan huyền diệu trong lòng mặc dù lo lắng hi nhi nhưng là hắn đã đi vào phía nam tự nhiên cũng là hy vọng có thể ra tiền tuyến xe ngựa lại đi lại năm ngày mới đi đến sông Dương huyện huyện thành. Hai quân vừa mới giao chiến xong không lâu, mẫn quân thành công cướp đoạt sông Dương huyện, bởi vì là vừa đánh hạ thành trì, trong thành thủ vệ mười phần nghiêm, thành trì bên trên đứng đầy lít nha lít nhíp binh sĩ, thành bên trong trên đường cái cũng có thật nhiều binh sĩ tại tuần tra, thượng quan huyền giật đám người bọn họ đi vào ngoài cửa thành, quan tâm xa đưa ra lệnh bài, các binh sĩ liền mở cửa thành, để bọn hắn đi vào. Hiểu Nhi đánh giá chung quanh một chút, thành bên trong phòng ốc đều bị phá hư phải không thể vào ở rất nhiều người đều tại tu kiến bị phá hư phòng ở thừa dịp bây giờ thời tiết tốt đem phòng ở tu tốt tốt xấu có cái dung thân chỗ hiện tại những cái kia quy hàng bách tính đều bị thống nhất an trí tại một chỗ chờ hiểu rõ mọi người tình huống cụ thể mọi người lĩnh hộ thiếp sau khả năng riêng phần mình trở lại nhà của mình sông dương huyện cũng là thuộc về trạch châu phủ Cảnh hạo giờ phút này cũng tại cái này trong huyện cùng huyện lệnh cùng một chỗ xử lý công việc nơi đây. Giờ khắc này hắn chính tại trong nha môn giám sát hộ thiếp cấp cho tình huống. Nha môn bên ngoài rất nhiều bách tính tại xếp hàng, lĩnh mới hộ thiếp. Khi nhi cùng cổ kỳ linh cũng nữ giả nam trang đi theo cảnh hạo bên người, hỗ trợ đăng ký. Sông Dương huyện lúc đầu bách tính chỉ có chừng phân nửa quy hàng, cái khác bách tính đều tại chiến tranh bộc phát thời điểm chạy trốn tới huyện khác, nhưng là một nửa bách tính cũng coi như nhiều. Hiện tại trong thành cửa hàng toàn bộ đều đóng lại, tiệm lương thực càng là một hạt lương thực đều không có, những người dân này lúc đầu tồn lương đều bị Nam cung quốc trước đó huyện lệnh mang quan binh lấy đi, cho nên bọn hắn căn bản cũng không có tồn lương, chỉ có thể dựa vào triều đình đến cấp cho lương thực sinh hoạt. Trước đó đánh hạ thành trì, bởi vì là chuyện đột nhiên xảy ra, thành bên trong phòng ốc bị phá hư phải ít, lần này gần như đều bị phá hư. Chương 1192 hiểu nhi nhìn xem khắp nơi đều là đổ nát thê lương nhân tiện nói riêng là xây xong những phòng ốc này chính là một kiện khó khăn sự tình ai nghĩ ở mình đi sửa thượng quan huyền dật nghe lời này nhân tiện nói cũng đúng hiểu nhi nói thượng quan huyền dật mấy người xuất hiện tại nha môn thời điểm cảnh hạo một chút liền trông thấy hắn tranh thủ thời gian tiến lên đón vì để tránh cho trong dân chúng hỗn có nam cung quốc nội giang nhìn thấu thượng quan huyền dật thân phận của bọn hắn Cảnh hạo chắp tay hành lễ nói, đại nhân, hiểu tỷ, thất thiếu gia các ngươi làm sao tới rồi, từng. Thượng quan huyền giật chỉ ứng như thế một tiếng, sau đó hỏi, lương thực đủ sao? Thượng quan tướng quân vừa sai người đưa một nhóm tới, tạm thời là đủ, mặt khác hai cái huyện đã có lương cửa hàng, tiệm tạp hóa chờ cửa hàng khai trương, đủ. Cảnh hạo nói xong lời này là một cái thủ hiệu mời, ra hiệu bọn hắn đi vào trong nha môn nói chuyện. Thượng quan huyền diệu cuối cùng trông thấy hy nhi, hắn dẫn theo tâm cuối cùng buông ra vào phòng thượng quan huyền dật cùng cảnh hạo cùng một chỗ thảo luận cái này huyện bách tính thu xếp mà hiểu nhi lấy cớ muốn như xí sau đó trốn vào không gian chiếu cố hài tử nửa khắc đồng hồ qua đi mới ra ngoài cả huyện trong đất hoa màu đều bị phá hư chúng ta phải mau chóng thu xếp dân chúng một lần nữa trong đất loại một chút lương thực không phải nhiều như vậy bách tính triều đình cũng không đủ sức phải biết khoảng cách năm sau lương thực nhận lấy trước khi đến còn có một đoạn thời gian rất dài lưu lại bách tính đều là cùng khổ bách tính, cũng không có bao nhiêu bạc mua lương. Cảnh hạo đem vấn đề trọng yếu nhất sách ra, dân chúng nhất trực dựa vào triều đình cấp cho lương thực cái này là không thể nào, thế nhưng là trong đất hoa màu đều bị Nam Cung quốc quan binh toàn bộ phá hư, năm nay cả huyện có thể nói là không thu hoạch được một hạt nào, hiện tại đã là tháng 8, lúc đầu những cái kia hoa màu đều nhanh thành thục, hủy đi đáng tiếc, thế nhưng là đây là không gì đáng trách, Nam cung quốc triều đình không có khả năng đem lương thực để lại cho mẫn trạch quốc quan binh đến thu hoạch, trong thiên hạ này liền không có chuyện tốt như vậy, trong đất hoa màu đều bị phá hư, tháng 8 một lần nữa loại một mùa lúa nước, cái này không được đi. Thượng quan Huyền Diệu nghe Cảnh Hạo lên tiếng nói, hiện tại cũng đã tháng 8, lúa nước là không thể nào trồng, mùa cùng khí hậu không đúng, trồng cũng là không có thu hoạch, chỉ có thể loại một mùa thu khoai tây, dạng này tại năm trước liền có thể thu hoạch, nơi này mùa đông không lạnh, còn có thế loại rất nhiều rau quả hiểu nhi suy nghĩ một chút nói có thể làm chủ ăn đồ vật cũng không thể trồng nhưng là nơi này mùa đông rất ít thấp hơn không độ sẽ không tuyết rơi cho nên rất nhiều rau quả cũng có thể loại mặc dù dùng bữa không có ăn gạo mặc loại hình món chính đỉnh đói nhưng là tốt xấu sẽ không đói bụng khoai tây sản lượng lớn mà lại hương vị cũng không tệ liền loại khoai tây đi ta đi sắp xếp người đi mua một chút khoai tây miêu trở về tháng 9 thời điểm vừa vặn có thể gieo hạt, cảnh hạo nghe nhân tiện nói, cây khoai tây hạt giống mua trở về thời điểm, Giang Đông huyện Bách Tính cơ bản đã xác định được, hộ thiếp phát xuống về sau, liền có thể theo hộ thiếp phân phát ruộng đồng, như vậy vừa vặn hạt giống vận chuyển trở về, lão Bách Tính liền có thể tự mình động thủ trồng lương thực ăn, mặc dù bây giờ chỉ có thể tại thành trì lân cận ruộng đồng bên trên trồng, lo lắng quá xa, nhìn không thấy. Sẽ bị Nam cung quốc binh sĩ phá hư, nhưng là trồng dù sao cũng so không trồng nhiều một phần hy vọng không chỉ có là khoai tây hạt giống một chút rau quả hạt giống cũng phải vận chuyển một chút tới cũng không thể bữa bữa cơm trừ khoai tây vẫn là khoai tây a à. thượng quan huyền diệu nói thất thiếu gia nói rất đúng rau quả hạt giống cũng phải vận một chút tới cảnh hạo khẳng định nói lương thực gieo xuống đến về sau phải làm cho lão bách tính mình trông giữ tốt cũng phải phái binh sĩ tuần tra một chút một khi phát hiện có người đến phá hư liền muốn lớn tiếng kêu gọi, để các binh sĩ dẫn người đi đem những người kia bắt lại, muốn để dân chúng biết chỉ cần quan dân một nhà thân, đồng tâm hiệp lực, mới có thể đem thời gian qua tốt. Hiểu Nhi mở miệng nói, không phải trồng xuống lại bị người phá hư, trồng cũng là người da trắng, mặt khác triều đình chỉ có thể miễn phí cung cấp bọn hắn một tháng lương thực. Nhưng mà này còn cần bọn hắn chủ động đi đem thành bên trong phòng ốc cùng con đường tu kiến tốt, khả năng đổi được lương thực không phải lâu bọn hắn liền cho rằng triều đình nên mỗi ngày nuôi bọn hắn thế giới này cho tới bây giờ đều không có cơm trưa miễn phí không phải một ngày một ngày nuôi không lấy bọn hắn chờ ngày đó không nuôi bọn hắn ngược lại sẽ sinh ra oán hận tới vì để tránh cho loại tình huống này xuất hiện vẫn là dùng lao động đem đổi lấy đi dùng lao lực đến đổi được lương thực bản này chính là thế giới này sinh tồn phát tắc mấy người lại thảo luận một chút sẽ tồn tại vấn đề sau đó thượng quan huyền giật cùng hiểu nhi liền đi thăm hỏi thương binh khi Nhi nghe nói Hiểu Nhi muốn đi thăm hỏi thương binh, vừa vặn nàng hiểu y thuật, liền muốn cầu cùng đi. Hiểu Nhi không có cự tuyệt, về phần cổ kỳ linh dĩ nhiên chính là lưu tại cảnh hạo bên người, hỗ trợ cấp cho hộ thiếp, mau chóng xử lý tốt những cái này quy hàng bách tính, thêm một người nhiều một phần lực. Đại quân là ở ngoài thành 30 dặm chỗ hạ trại, nhưng thương binh đều lưu tại thành bên trong dưỡng thương, bởi vậy mấy người lên xe ngựa chưa tới một khắc đồng hồ liền đến thương binh dưỡng thương địa phương. Thương binh dưỡng thương địa phương Nguyên Lai hẳn là một cái phú thương tòa nhà, mặc dù bị phá hư, nhưng là đã bị các binh sĩ đơn giản tu bổ lại. Tốt xấu có thế che nắng che mưa. Mấy người đạp mạnh tiếng tòa này tòa nhà, liền nghe một trận tiếng kêu trên cùng nghe được từng trận mùi máu tươi. Không có nhiều như vậy giường, các binh sĩ chỉ có thể trực tiếp nằm trên mặt đất dưỡng thương. Các binh sĩ không phải trên thân thụ thương, chính là tay chân thụ thương. Có rất nhiều binh sĩ thậm chí toàn thân đều buộc đầy dây băng có riêng lẻ vài người thậm chí không gặp một cái tay hoặc một cái chân quân y nhóm rất bận rộn địch thiệu duy cũng tự mình động thủ giúp các binh sĩ bôi thuốc khi nhi lần thứ nhất trông thấy trường hợp như vậy chấn kinh đến trường lớn hai mắt thượng quan huyền diệu thấy này đưa tay che khuất con mắt của nàng khi nhi nếu không ngươi chờ ở bên ngoài khi nhi lập tức liền đánh xuống thượng quan huyền diệu tay nói đùa cái gì ta thế nhưng là đại phu ta là tới cho các binh sĩ chữa thương Hi Nhi nói xong lời này liền chạy đến địch thiệu duy trước mặt, địch đại ca, ta tới giúp ngươi, địch thiệu duy ngay tại đè ép một tên binh lính, không để hắn loạn động, quân y ngay tại hắn gãy mất chân trên vết thương thuốc, địch thiệu duy nghe thấy Hi Nhi thanh âm, lúc này mới phát hiện bọn hắn đến, chẳng qua hắn không rảnh hành lễ, chỉ nói, các ngươi đến rồi, Hiểu Nhi nhìn binh sĩ chân một chút, người lính này chân trái, đầu gối trở xuống địa phương đều không có, máu vết thương rơi. Thái y cho trên vết thương của hắn thuốc, hắn đau đến cắn chặt miệng bên trong đầu gỗ, đầu đầy là mồ hôi. Hiểu nhi thấy này tranh thủ thời gian xuất ra một bình thuốc trị thương, để lộ nắp bình, đem bình này kim sang dược vẫy vào trên vết thương đi. Cái này thuốc cầm máu giảm đau hiệu quả rất tốt, quân y không phải lần đầu tiên thấy hiểu nhi, hắn nhìn thoáng qua hiểu nhi, cũng không kịp cho hiểu nhi hành lễ, tiếp nhận hiểu nhi trong tay thuốc trị thương, liền hướng binh sĩ trên vết thương vẫy thuốc chương 1193, màu trắng thuốc bột một dính lên vết thương, không đủ một phút, binh sĩ liền cảm giác trên chân vết thương chậm rãi không đau, máu cũng chậm chậm ngừng lại. Quân y thấy này bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí cho miệng vết thương của hắn quấn lên băng vải, hắn rốt cục buông ra hàm răng, địch thiệu duy cũng không còn đè nén hai chân của hắn, hắn lấy đi trong miệng binh lính đầu gỗ. Binh sĩ nhận ra thượng quan huyền giật muốn hành lễ, thượng quan huyền giật đưa tay ngăn cản, không cần đa lễ, chờ trên chân vết thương tốt tới tìm ta ta an bài cho ngươi công việc một người gãy chân cuộc sống sau này không thể nghi ngờ là phi thường không tiện càng đáng sợ chính là sẽ liên lụy người nhà thượng quan huyền giật lời này chính là cho hắn về sau thu xếp đường ra dạng này không coi là là một tên phế nhân binh sĩ nghe lời này con mắt đỏ lên cảm kích nói tạ thụy vương thật tốt dưỡng thương đi thượng quan huyền giật không nói thêm gì đối với thuộc hạ Hắn từ trước đến nay là kiệm lời ít nói, có thế như thế an ủi người, đã lệnh binh sĩ được sủng ái mà lo sợ, địch đại ca, ta lần này mang một nhóm thượng đẳng kim sang dược tới, cho trọng thương binh sĩ dùng tới đi. Hiểu như lần này tới thế nhưng là chuẩn bị một thuyền thuốc trị thương, lần này cũng vận một xe ngựa tới, đều là nàng dùng không gian bên trong dược liệu, tại không gian gia công trong phường gia công ra tới, cầm máu giảm đau hiệu quả tự nhiên so triều đình chuẩn bị tốt hơn rất nhiều địch thiệu duy nghe hiểu nhi cao hứng nói nha đầu ngươi tới được thật kịp thời a lần này thương vong tương đối nặng vừa vặn thiếu thượng đẳng kim sang dược trước đó chuẩn bị thượng đẳng kim sang dược đều sử dụng hết hai quân giao chiến các binh sĩ có tình huống thương vong xuất hiện là tất nhiên chỉ là thương vong khá nặng mặc dù là thắng lợi nhưng là đối tiếp xuống chiến dịch vẫn sẽ có ảnh hưởng kia thuốc trị thương liền trong xe ngựa để người đi lấy xuống đây đi Hiểu Nhi nghe lời này nhân tiện nói, địch thiệu duy vẫy vẫy tay, để hai tên binh sĩ đi lấy thuốc, thượng quan huyền giật nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Vì sao lại thương vong thảm trọng? Địch thiệu duy trước đó rõ ràng truyền tin tức trở về nói trong vòng một tháng rưỡi sông Dương huyện tuyệt đối có thế cầm xuống, kia trong ngôn ngữ đều là tràn đầy tự tin, làm sao sẽ còn thương vong thảm trọng, thương vong thảm trọng kết quả là tràn chiến dịch này dù thắng càng bại. Địch thiệu duy nghe lời này ánh mắt lóe lên một vòng che lấp, quân địch chơi lừa gạt bọn hắn có một chi đội ngũ chuyên môn phụ trách hướng binh sĩ trên thân hạ độc khi độc phấn hướng các binh sĩ trên thân bung ra liền toàn thân ngứa khó mà nhẫn nại lệnh binh sĩ không thể chuyên chú giết địch cho nên chúng ta mới thương vong thảm trọng vạn hạnh trong bất hạnh là cái này sông dương huyện vẫn là bị bọn hắn cầm xuống sau đó chính là giang đông huyện giang đông huyện là toàn bộ nam cung quốc mấu chốt nhất tồn tại giang đông huyện địa thế kỳ lạ dễ thủ khó công chỉ cần đánh hạ giang đông huyện bọn hắn chẳng khác nào đạt được một tòa thiên nhiên thành trì như vậy trước đó đánh hạ thành trì liền có thể to gan trồng trọt cùng xử lý hết thảy hoạt động thương nghiệp dùng độc chẳng lẽ là rời huyện người đều tham dự sao hiểu nhi nhịn không được hỏi độc là thiên môn nó không giống y thủ thế nhân tôn sùng độc nghiên cứu người tương đối ít liền xem như có người nghiên cứu cũng sẽ không lượng lớn sinh sản bởi vì độc dược không phải có thế trị bệnh cứu người thuốc mua người cũng không nhiều mà lại sẽ rất ít xuất hiện lượng lớn mua tình huống dưới tình huống bình thường là không có người sẽ đối một đám người hạ độc ta tin tưởng nhiều như vậy độc phấn cũng chỉ có ly tộc người có thế cầm ra được nếu là ly tộc người tham gia vậy liền phiền phức mỗi lần thương vong đều thảm như vậy nặng kia lại đánh hạ hai ba cái huyện chúng ta liền không có binh địch thiệu duy nói chúng ta muốn tiến đánh nam cung quốc cái này thế tất sẽ ảnh hưởng ly tộc người loại kia nữa ẩn cư sinh hoạt bọn hắn sẽ giúp Nam Cung Quốc Triều Đình ra tay đối phó chúng ta cũng hợp tình hợp lý, chỉ là mỗi trận cầm bọn hắn đều tham dự, đối với chúng ta nguy hại quá lớn. Chúng ta trước đó không phải phái người đi tìm ly tộc thủ lĩnh câu thông sao? Có kết quả sao? Hiểu Nhi ngẩng đầu nhìn về phía thượng quan huyền vật, không có, người kia không có nhìn thấy ly tộc thủ lĩnh. Chẳng qua tháng 10 ly tộc có đấu độc giải thi đấu, người kia truyền về tin tức nói, ly tộc người cũng không biết thủ lĩnh của bọn hắn bây giờ đi đâu bên trong, nhưng là đấu độc giải thi đấu, thủ lĩnh nhất định sẽ trở lại ly tộc, ta có biện pháp có thể gặp đến ly tộc thủ lĩnh. Khi Nhi lúc này mở miệng nói, biện pháp gì? Hiểu Nhi nhìn về phía nàng. Nhà đầu này yêu độc, ly tộc người đồng dạng yêu độc, đều là cá mè một lứa, nói không chừng nàng đối ly tộc người có chỗ nghiên cứu cũng khó nói, ly tộc người vốn chính là đến từ ngũ hồ tứ hải yêu độc người, rất nhiều đều cũng không phải thật sự là có quan hệ máu ngũ tộc nhân, ta nghe nói ly tộc người mỗi 3 năm liền sẽ cử hành một trận tranh tài, tiếp nhận đến từ ngũ hồ tứ hải các bằng hữu tham gia trận đấu, cho ly tộc gia tăng một nhóm mới thành viên, trước hai tên thậm chí có thể trở thành ly tộc trưởng lão. Trở thành trong tộc trưởng lão, đối ly tộc sự vụ có quyền lên tiếng, nói tóm lại kia là một cái giảng cứu thực lực chủng tộc. Nếu như chúng ta đi tham gia trận đấu cầm xuống trước hai tên, chúng ta liền có thể yêu cầu ly tộc người đừng xuất thủ trợ giúp Nam Cung Quốc. Hy Nhi đối độc yêu thích không thôi, cho nên đối ly tộc có nhất định nghiên cứu, người ở đó đều là cùng nàng cùng chung chí hướng người. Nàng lần này sở dĩ sẽ cùng chính mình nhị ca đến phía Nam, nguyên nhân lớn nhất cũng là muốn tham gia ly tộc trận kia đấu độc giải thi đấu. Đấu độc giải thi đấu, nghe nói phi thường kích động thú vị, Hy Nhi cảm thấy mình độc thuộc cử thế vô song. Trận này đấu độc giải thi đấu nhất định có thể cầm xuống đầu danh như thế một cái biện pháp tốt tháng 10 sao cái kia cũng nhanh hiểu Nhi hỏi cũng không phải nhanh Thượng Quan Huyền Dật nói tỷ tỷ đến lúc đó chúng ta đi tham gia đi đem trước hai tên đều cầm xuống sau đó chúng ta thành ly tộc trưởng lão chúng ta liền có quyền lợi quyết định ly tộc người không tham dự đến hai nước chiến sự chúng hoàn toàn chính xác muốn đi tham gia mà lại nhất định phải cầm tới thứ tự chỉ là hy Nhi nha đầu ngươi có bản lãnh hay không cầm tới thứ tự a còn muốn lấy ba hạng đầu đều cầm xuống địch thiệu duy một bộ không thể tin được dáng vẻ nếu là hiểu nhi nha đầu kia ra tay hắn tin tưởng nhất định có thế cầm tới thứ nhất hiểu nhi trong tay có một dạng độc dược rất là lợi hại hắn là biết đến mà lại hiểu nhi giải độc hoàng có thể giải trên đời tất cả độc khi nhi nghe xong địch thiệu duy lời này xù lông nàng khiêu khích nhìn xem địch thiệu duy không nên xem thường ta không phải ngươi là thế nào chết cũng không biết cái này đấu độc hẳn không phải là đơn giản như vậy chẳng qua bất kể như thế nào đều muốn đi thử một lần, mặc dù Hiểu Nhi đối độc thật là kiến thức nửa vời, nhưng là hiện tại mới tháng 8, cách tháng 10 còn có 2 tháng, nàng trong không gian cũng có thể bù lại một chút, mà lại hy nhi độc thuật, người khác không hiểu rõ, Hiểu Nhi vẫn là biết đến, đừng nhìn nha đầu này tuổi trẻ, thế nhưng là nàng đích xác rất lợi hại, đối độc phi thường mẫn cảm, rất có thiên phú, khi nhi có chân tài thực học, mình có không gian cái này hắc, Hiểu Nhi cũng không tin dạng này cũng không thể cầm xuống một cái thứ tự. Chương 1194, vừa vặn tháng này các binh sĩ muốn chữa thương, Nam Cung Quốc bên kia thương vong so với chúng ta càng thêm thảm trọng, đoán chừng tháng gần nhất cũng sẽ không chủ động xuất binh, các ngươi liền tại chúng ta dự định xuất binh trước đem ly tộc người giải quyết đi. Chỉ cần ly tộc người không cung cấp độc dược cho Nam Cung Quốc quân đội, xáo trộn bình thường tác chiến phương thức, địch thiệu duy tin tưởng hắn dùng thời gian 3 tháng, tuyệt đối có thế đánh hạ Giang Đông huyện, không đúng, đã Nam Cung Quốc thương vong càng thêm thảm trọng, chúng ta tự nhiên là muốn thừa thắng xông lên, có một câu gọi là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, nghỉ ngơi một tháng sau lại xuất binh, như thế muốn đánh hạ toàn bộ Nam Cung Quốc nên đợi đến ngày tháng năm nào, nha đầu, ngươi có cái gì biện pháp tốt sao? Hiện tại chúng ta gần hơn vạn tên lính bị trọng thương, không thể lên trận, những binh lính khác hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương nhẹ, nếu như lần nữa khai chiến, quân địch lại dùng độc, chúng ta coi như có thế thắng lợi, cũng chỉ là hy sinh càng nhiều binh sĩ mà thôi được không bù mất địch thiệu duy cũng không đề nghị hiện tại liền xuất binh các binh sĩ tính mạng là rất trọng yếu không thể cầm binh sĩ tính mạng nói đùa cũng không thể dùng binh sĩ mệnh đi đoạt được thành trì thành trì vĩnh viễn ở nơi đó nhưng các binh sĩ mệnh lại chỉ có một lần nếu như hiểu nhi không có cách nào giải quyết quân địch hạ độc vấn đề địch thiệu duy là thế nào cũng sẽ không đáp ứng xuất binh đây không phải là đi công thành kia là đi chịu chết hắn là các binh sĩ tướng lĩnh có thể tính mạng của bọn hắn làm trọng có thể lập tức trí mạng độc dược đồng dạng đều là muốn ăn đến trong bụng vào máu là chết thuốc rất khó đề luyện ra mà lại những cái kia độc vật cũng không phải đi đầy đường đều có thể gặp bọn chúng tựa như ngàn năm nhân sâm đồng dạng trân quý liền xem như ly tộc cũng không có khả năng xuất ra nhiều như vậy dạng này độc dược cho nên có thể rất nhiều lượng sinh sản độc dược cũng chỉ có thể là gây nên làn da ngứa loại hình độc dược mà lại liền xem như làn da ngứa cũng chỉ là ngứa hai ba ngày liền không uống thuốc mà khỏi bệnh. Loại độc dược này, chúng ta muốn chế biến ra giải dược cũng không khó. Các binh sĩ chỉ cần nếm qua giải dược ra chiến trường, như thế coi như quân địch dùng độc, đối với chúng ta cũng là không có bao nhiêu ảnh hưởng, mà lại có thương thế của ta thuốc tại, ngươi còn lo lắng mấy ngày nữa, vẫn là một vạn binh sĩ trọng thương sao. Hiểu Nhi giải thích nói, tỷ tỷ nói rất đúng, chỉ cần cho ta đầy đủ dược liệu, kia giải dược, ta rất nhanh liền có thế chế biến ra đến, chẳng qua ta phải đi nghiên cứu một chút, kia độc phấn đến tột cùng là dùng cái gì độc vật để luyện ra. Dạng này độc, chỉ là rất phổ thông độc mà thôi, lúc ấy quân y từ các binh sĩ quần áo bên trên thu thập một điểm, ngươi xem một chút. Địch thiệu duy từ trong ngực móc ra một cái bọc giấy, đưa cho hi Nhi, Hy Nhi nhận lấy, mở ra xem, bên trong hơi có chút màu trắng bột phấn, phân lượng rất ít, nàng xích lại gần ngửi ngửi, không có hương vị, sau đó nàng lại dùng ngón tay dính một điểm, tại lòng bàn tay ở giữa xoa nắng mấy lần, lại bôi một điểm trên mu bàn tay, sau đó khẳng định nói, đây là từ thanh thứ Nga cùng sâu róm trên thân rút ra độc vật, sau đó lại thêm lớn ráy chất lỏng, người làn da một khi tiếp xúc đến, ngứa vô cùng, mà lại sẽ càng gãi càng ngứa, có điều, chịu đựng không bắt, vài ngày sau, không cần giải dược triệu chứng cũng sẽ biến mất, nhưng vừa tiếp xúc đến thời điểm, thật để ngứa đến người khó mà chịu đựng. Khi Nhi một lần nữa đem thuốc bột gói kỹ, sau đó lấy ra một hộp dược cao, hướng trên mu bàn tay bôi một chút. Thanh thứ Nga cùng sâu róm tại Nam Cung Quốc mùa hè khắp nơi có thể thấy được, đặc biệt là một chút chuối tiêu cây cùng một chút đại dông thụ bên trên, mà lớn ráy cũng là khắp nơi có thể thấy được, là rất phổ thông độc vật, khi giải dược khó tìm sao. Địch Thiệu Duy hỏi, không khó. Khi Nhi liên tiếp nói mấy thứ dược liệu, vừa vặn, vì dự phòng ly tộc người sẽ giúp Nam Cung Quốc binh sĩ, Ta lần này tới, chuẩn bị không ít giải độc dược liệu, khi Nhi nói kia mấy thứ, ta cũng mang tới, đồ vật ngay tại vạn lý thạch đường quân trên thuyền, ta sẽ để cho người mau chóng đưa tới. Hiểu Nhi cùng Thượng quan huyền dật mang tới kia 20 chiếc quân thuyền, mỗi trên chiếc thuyền này đều có một cái khoang tàu nhất trực khóa lại, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào, thuyền kia khoang thuyền chính là dùng để che giấu tai mắt người. Bên trong khi xuất phát rỗng tuyết, đến về sau, Hiểu Nhi tìm một cái cơ hội đem 20 chiếc quân thuyền khoan tàu đều nhồi vào đồ vật, đều là dược liệu cùng lương thực. Đương nhiên những thuyền kia khoan thuyền vẫn là cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào cùng tới gần, chỉ có cầm lệnh bài cùng chìa khóa người mới có thể mở ra khoan tàu, đi vào khuân đồ. Chỉ có dạng này, trong quân thiếu cái gì, hiểu nhi mới có thể có lấy cớ từ không gian bên trong lấy ra, kia mười mấy chiếc quân thuyền, từ xuất xưởng về sau. Thuyền kia khoan thuyền thượng quan huyền giật liền tự mình đi khóa lại, một mực là một cái cấm địa, tạo thuyền chính là một nhóm người, thuyền tạo tốt về sau, lại từ lệnh một nhóm người đóng giữ, khi xuất phát, lại đổi một nhóm binh sĩ, cho nên cái kia khoan tàu các binh sĩ cũng không biết bên trong chủ tử đến cùng thả cái gì, tại sao là cấm địa, tốt, loại kia giải dược chế biến ra đến, chúng ta liền xuất binh, đánh nam cung quốc một trở tay không kịp. Chờ giang đông huyện cầm xuống, vậy chúng ta bên này liền có thể gối cao không lo, địch thiệu duy cao hứng nói, xem hết thương binh, Thượng quan huyền dật cùng Hiểu Nhi liền đi địch Thiệu Duy trước đó để nhân tu Lý Hảo một tòa viện ở đây dưới. Ngôi viện này vốn là sông Dương huyện một cái nhà giàu nhất tòa nhà, bên trong vườn hoa rất tinh xảo, có cầu nhỏ nước chảy, giả sơn hồ thạch, trong hoa viên trừ một chút trân quý hoa cỏ bị phú thương mang đi, những vật khác đều không có phá hư, mà lại phú thương đại khái cũng là không nỡ đem đồ trong nhà làm hư, toàn bộ đồ nội thất đều khóa vào một gian trong khố phòng, phòng cũng chỉ là đem một bộ phận nóc nhà cho vén để người một chút nhìn qua giống như là bị phá hư cho nên địch thiệu duy hoa rất ít công phu liền để nhân tu tập tốt đồng thời từ trong khố phòng tìm được phú thương lưu lại đồ nội thất bố trí tốt chỉnh gian phòng ốc địch thiệu duy cảnh hạo hy nhi cổ kỳ linh bọn người khoảng thời gian này cũng là ở chỗ này mỗi người một gian phòng ốc nhà chính cố ý để trống thượng quan huyền dật cùng hiểu nhi vừa vặn vào ở không nghĩ tới tại cái này vừa đánh hạ thành trì có thể tìm tới tốt như vậy một nơi ở lại Hiểu Nhi quan sát một chút ngũ tạng đều đủ, tráng lệ phòng nói, cái kia phú thương đại khái là dự định sẽ trở về, cho nên đồ vật đều không có bỏ được phá hư. Địch Thiệu Duy đáp, Hiểu Nhi nhẹ gật đầu, xem như tán đồng hắn nói chuyện, các ngươi đi làm việc đi. Không cần phải để ý đến ta, chính ta bố trí một chút phòng. Hiểu Nhi biết Địch Thiệu Duy nhất định có thật nhiều sự tình cùng Thượng quan Huyền Dật thảo luận, nàng liền đem hai người đuổi ra phòng bên trong địch thiệu duy hoàn toàn chính xác có việc cùng thượng quan huyền dật thương lượng tiếp xuống chiến sự an bài như thế nào thế nào cũng phải thảo luận một chút ngươi nghỉ ngơi một chút chờ ta trở lại ăn cơm thượng quan huyền dật đối hiểu nhi nói tốt hiểu nhi đáp ứng sau đó hai người liền rời đi hiểu nhi dò xét một chút phòng liền bắt đầu cùng dương liễu dương mai cùng một chỗ tự mình động thủ đem phòng bên trong một lần nữa quét dọn một lần bố trí một phen rất nhanh cả gian phòng liền càng lộ vẻ sáng sủa sạch sẽ, giảng lược ấm áp, chương 1195, các ngươi cũng trở về trong phòng của mình nghỉ ngơi một chút đi, ta nghỉ ngủ một hồi. Hiểu nhi sau khi thu thập xong, nhân tiện nói, Dương Liễu cùng Dương Mai liền lui ra, sau đó đi thu thập mình chỗ ở, Hiểu nhi chờ phòng bên trong còn lại nàng một người thời điểm, Hiểu nhi liền tiến không gian, trước cho ăn mấy đứa bé ăn no. Sau đó liền đem mấy đứa bé từ không gian bên trong mang ra ngoài, đặt ở giường, các bảo bối, hiện tại không ai, ra tới chơi một chút đi, hiện tại hài tử đã có thế ngồi rất vững, bốn người ngồi ở trên giường vây quanh một đống đồ chơi chơi, mấy đứa bé đã hiểu được lẫn nhau hỗ động, luôn luôn nhặt lên trên giường đồ chơi đưa cho đối phương, tình tình cầm lấy một con tiểu một ngẫu, gặm mấy lần, phát giác không thể ăn, liền đưa cho Hiểu Nhi, Hiểu Nhi nhận lấy, xuất ra mặt tử đem mặt nước bọt lau sạch sẽ, lại đưa cho nàng, nàng nhận lấy, nhìn thoáng qua, liền đưa cho bên cạnh ca ca, sau đó một lần nữa từ trên giường cầm một cái dao linh đến gắn sức dao, theo dao linh thanh âm vang lên, chính nàng nhi cũng cười khanh khách lên tiếng, noãn noãn thấy liền đi đoạt trong tay nàng dao linh chơi, tình tình cũng không khóc, lại lần nữa từ trên giường cầm một cái tới chơi. Hiểu Nhi bồi bọn nhỏ ở bên ngoài chơi hai khắc đồng hồ đồ chơi, liền đem bọn hắn mang về không gian, sau đó giúp bọn hắn trong không gian tắm rửa một cái, cho hắn ăn nhóm ăn một chút cháo lại cùng bọn họ trong không gian chuyên môn bố trí ra tới sân chơi chơi trong chốc lát trơn bóng bậc thang, đem bọn hắn chọc cho cười thanh khách, thẳng đến hài tử mệt mỏi, mới hống bọn hắn nằm ngủ. Sau đó Hiểu Nhi lại bắt đầu trong không gian lượng lớn trồng có thế cầm máu chữa thương dược liệu, vì các binh sĩ thương thế tốt càng nhanh, nàng được nhiều loại một điểm dược thảo, từ không gian gia công trong phường nhiều sinh sản một chút thượng đẳng kim sang dược, nàng chịu khó một điểm, các binh sĩ liền có thể thiếu thụ đau một chút khổ. Địch Thiệu Duy cùng Thượng Quan Huyền Dật thảo luận xong chiến sự về sau, Địch Thiệu Duy đem Thượng Quan Huyền Dật đưa đến một gian phòng ốc bên ngoài, trong phòng ở chính là Linh Nhi quận chúa. Địch Thiệu Duy xuất ra chìa khóa, mở cửa, hai người đi vào. Linh Nhi quận chúa đã nhặt về một đầu mạng nhỏ, chỉ là thân thể y nguyên rất suy yếu, người càng là lập tức liền già đi 10 tuổi đồng dạng. Nàng thấy có người đi đến, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là Thượng Quan Huyền Dật trong lòng bỗng dưng giật mình, vô ý thức cúi đầu nàng không nghĩ để thượng quan huyền giật trông thấy mình bây giờ cái này quỷ bộ dáng, đây chính là mình từ nhỏ thích người A, à. đáng tiếc thiên ý trêu người, cuối cùng chính mình cũng không thể gả cho hắn, không chỉ có không thể gả cho hắn, còn rơi xuống kết quả như vậy, nàng cũng không biết mình đến cùng đã làm sai điều gì, lão thiên gia muốn như vậy đối với mình, thượng quan huyền giật trông thấy Linh Nhi quận chúa dáng vẻ, biểu lộ không có một tia biến hóa, trong lòng cũng không có một tia dư thừa ý nghĩ, hắn nhàn nhạt mở miệng hỏi. Ngươi muốn về con của mình." Linh Nhi quận chúa nghe lời này, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Quan Huyền Dật, sau đó phát hiện Thượng Quan Huyền Dật nhìn lấy ánh mắt của mình, hoàn toàn lạnh lẽo, cùng hắn trước kia nhìn mình ánh mắt giống nhau như đúc, phản phất mình bây giờ người bộ dáng giống như trước đây, một chút biến hóa đều không có. Thụy Vương trông thấy ta cái dạng này, không cảm thấy ta biến rất nhiều sao? Trông thấy mình thê thảm như vậy, chẳng lẽ hắn liền một điểm đồng tình chi tâm đều không có sao? làm sao có thể dùng như thế điềm nhiên như không có việc gì ánh mắt nhìn xem mình thượng quan huyền giật nghe lời này nhíu mày đây là vấn đề gì hắn lạnh lùng mở miệng nói nơi nào biến rồi ngươi không phải ngươi sao linh nhi quận chúa nghe lời này cười giờ khắc này nàng đột nhiên liền minh bạch minh bạch thượng quan huyền giật cái này một mảnh ánh mắt lạnh như băng đại biểu cái gì ha 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 nguyên lai hắn vẫn luôn không có đem mình nhìn ở trong mắt cho nên biến hóa của mình hắn một chút cũng nhìn không thấy hoặc là nói trừ duệ an huyện chủ những nữ nhân khác đều không lọt nổi mắt xanh của hắn thượng quan huyền giật nhìn xem cười ngây ngô linh nhi quận chúa lại liếc mắt nhìn bên cạnh địch thiệu duy ngươi dẫn ta đến xem một cái đồ đần địch thiệu duy cũng không hiểu linh nhi quận chúa đến cùng đang cười cái gì trước đó nàng không phải như vậy chẳng lẽ gần đây nghĩ hài tử nghĩ đến điên rồi đi linh nhi quận chúa từ khi thân thể tốt về sau liền nhất trực cầu hắn cứu con của nàng nói cung tử hiên định dùng con của nàng hại hiểu nhi nếu như hắn không phái người đi cứu con của nàng hiểu nhi nhất định sẽ mất mạng linh nhi quận chúa nghe được hài tử mới hồi phục tinh thần lại vừa rồi thụy vương hỏi mình có phải là muốn cứu hài tử nàng đương nhiên nghĩ kia là từ trong bụng của nàng đến rơi xuống thịt a à, ta muốn cứu con của ta cung tử hiên cùng cái kia cổ huyền muốn dùng con của ta đến tác pháp hại chết thụy vương phi các ngươi nhất định phải cứu ra con của ta a à. Không phải thụy vương phi nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Linh Nhi quận chúa không biết thượng quan Huyền Vật đã sớm biết cái này sự tình, nàng biết thượng quan Huyền Vật đem hiểu Nhi xem như trong mắt che chở, cho nên nàng cảm thấy nàng dùng lấy cớ này, bọn hắn mới có thể giúp nàng đem hài tử cứu ra. Ngươi gặp qua cổ Huyền đại sư sao? Nhớ kỹ hắn bộ dáng sao? Đương nhiên. Hắn coi như hóa thành cho ta đều nhận ra. Nhớ tới cái này người, Linh Nhi quận chúa nghiến răng nghiến lợi đạo nàng đối cổ huyền đại sư hận thấu xương, nếu như không phải hắn, mình làm sao lại mạnh mẽ bị người xé ra cái bụng, lấy ra hài tử, vậy thì tốt, ngươi đem cổ huyền đại sư bộ dáng miêu tả ra tới, chúng ta phải đem chân dung của hắn vẽ ra tới, nhãn thơm huyện hiện tại trọng binh trấn giữ, mà lại gần đây địch thiệu duy phái người lại đi dò xét một chút, muốn nhìn một chút thượng quan viễn như có phải là được cứu về nhãn thơm huyện. Lại phát hiện bãi tha ma kia một vùng đã bị người bày trận địch siêu tại địch thiệu duy nơi đó học qua một điểm trận pháp tri thức, chỉ là hiểu không nhiều, hắn không dám tùy tiện bước vào, cho nên trực tiếp liền lui về đến, mà thượng quan huyền giật phái đi ra thám tử nửa tháng trước truyền về tin tức, cung tử hiên cùng cổ huyền đại sư đều rời đi nhãn thơm huyện, về phần bọn hắn đi đâu không biết, bởi vì đằng sau liền không còn có thám tử kia tin tức, đoán chừng là bị người phát hiện, đã bị bắt, hoặc là đã bị giết. Thượng quan huyền giật đưa ra ngoài tin tức cũng còn nguyên trả lại, bồ câu đưa tin là tìm không thấy người kia thượng quan huyền giật vốn là dự định đi vào nam cung quốc về sau ngay lập tức liền đi đem cái kia cổ huyền cùng cung tử hiên giải quyết chỉ cần không có bọn hắn hiểu nhi cùng con của mình liền sẽ an toàn rất nhiều chỉ là không nghĩ tới bọn hắn thế mà tại mình đuổi tới trước đó liền chạy tốt chẳng qua ngươi phải đáp ứng ta cứu trở về hài tử của ta cũng chữa khỏi hắn tiên thiên không đủ bệnh linh nhi quận chúa biết con của mình tiên thiên không đủ cung tử hiên thế nhưng là mời một vị thần y, đồng thời ngày ngày dùng dược liệu quý giá nuôi mình hài tử mệnh, nếu như hài tử cứu trở về, y nguyên người yếu nhiều bệnh, cũng chỉ có Thụy Vương có bản sự này tìm người chữa khỏi nàng. Nàng hiện tại bức thiết hy vọng Thượng quan Huyền Dật bọn hắn tranh thủ thời gian cứu trở về mình nữ nhi, nhưng là nàng biết Thượng quan Huyền Dật coi trọng Hiểu Nhi, cũng nhất định bức thiết hy vọng tìm tới cung tử hiên cùng cổ huyền đại sư cho giết, cho nên nàng mới dám ra điều kiện chương 1196, Thượng quan huyền giật nghe lời này nhàn nhạt nhìn nàng một cái, sau đó quay người rời đi, lại dám cùng mình bàn điều kiện. Dùng một hạt trân quý như thế dược hoàng đi cứu một cái tùy thời có khả năng bị người lợi dụng lên, sau đó nguy hiểm mình vợ con tính mạng người mệnh, Thượng quan huyền giật biểu thị, đầu óc của hắn cũng không phải nước vào. Linh Nhi quận chúa thấy Thượng quan huyền giật không nói hai lời liền rời đi, gấp, chờ một chút, ngươi liền không lo lắng cổ huyền đại sư lợi dụng hài tử cướp đi thụy vương phi tính mạng sao thượng quan huyền giật quay đầu nhìn nàng một cái ta lo lắng nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể uy hiếp ta nguyên lai thụy vương phi trong lòng của ngươi địa vị cũng không chỉ có như thế chữa khỏi con của ta đối với ngươi mà nói chỉ là tiện tay mà thôi vì thụy vương phi tính mạng suy nghĩ nhỏ như vậy sự tình ngươi cũng không nguyện ý làm sao linh nhi quận chúa không nguyện ý từ bỏ nàng dùng phép thích tướng ý đồ thuyết phục thượng quan huyền giật bởi vì cứu trở về mình hài tử về sau nếu như không thể trị tốt bệnh của nàng nàng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ nếu như cứu trở về là nhìn xem nàng chết chẳng bằng để nàng lưu tại cung tử hiên bên người dạng này đến tối thiểu cung tử hiên sẽ dùng dược liệu quý giá nuôi nàng thượng quan huyền giật nghe lời này không nói gì nữa trực tiếp đi ra ngoài địch thiệu duy dùng nhìn như heo ánh mắt nhìn linh nhi quận chúa một chút chẳng lẽ nàng không biết nàng đứa bé kia tồn tại vốn chính là đối hiểu nhi một loại uy hiếp, thượng quan huyền giật đầu óc lại không có vấn đề, hắn là ngốc mới chịu đáp ứng đi cứu con nàng mệnh A, à, người A. À, cũng không thể lòng tham không đấy, Linh Nhi quận chúa thấy thượng quan huyền giật thật cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, có chút mắt trợn tròn, nhưng nàng vẫn là muốn cứu con của mình, nàng vội vàng nói, chờ một chút, ta đáp ứng ngươi chính là, Linh Nhi quận chúa đáp ứng về sau, thượng quan huyền giật liền đem hiểu nhi mang đi qua hiểu nhi trông thấy linh nhi quận chúa già nua thành dạng này vẫn là hơi có vẻ kinh ngạc chỉ là trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài linh nhi quận chúa trông thấy hiểu nhi vẫn là xinh đẹp như vậy chói mắt trên đời này phản phất tất cả may mắn đều tập kết ở trên người nàng nàng lại không quản được miệng của mình thế nào trông thấy ta cái dạng này ngươi thật cao hứng đi hiểu nhi giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn nàng một cái ngươi nghĩ quá nhiều ngươi bộ dáng cùng tâm tình của ta không hề có chút quan hệ nào." Linh Nhi quận chúa bị Hiểu Nhi nói chuyện nghẹn một chút, đây cũng là một cái không đem mình nhìn ở trong mắt người, ngươi không muốn đắc ý, cổ huyền đại sư thế nhưng là nghĩ người đòi mạng ngươi. "Nếu như ta không nói ra hắn bộ dáng, ngươi chỉ sợ liền ngày nào mất mạng cũng không biết." Hiểu Nhi nghe lời này nhịn không được cười, "Cho dù ngươi nói ra hắn bộ dáng, ta cũng không biết mình ngày nào sẽ mất mạng a. À. Hôm nay không biết rõ trời sự tình, có ai có thể biết mình là lúc nào chết, ngươi nếu là không muốn nói ra cổ huyền đại sư bộ gián, vậy ta đi chính là, ta không có thời gian nghe ngươi ở đây nói nhảm, thượng quan huyền giật trực tiếp lôi kéo hiểu nhi tay đi ra ngoài, hoàn toàn chính xác không có tất muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Linh Nhi quận chúa thấy này thầm hận hai người một điểm thể diện cũng không cho, nàng vội vàng nói, ta hiện tại liền nói, Hiểu Nhi nghe lời này mới quay người, tại bàn vẽ trước ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy không có vấn đề nói, nói đi, có ít người thật không làm một hạ liền không thoải mái. Đáng tiếc ai nguyện ý theo nàng làm A, à, Linh Nhi quận chúa vẫn là chậm rãi, đem cổ huyền đại sư bộ dáng nói ra, hiểu nhi tại Linh Nhi quận chúa miêu tả dưới đem người vẽ ra, Linh Nhi quận chúa nhìn xem họa bên trong cái kia cùng hiện thực giống nhau như đúc người, lần thứ nhất cảm thấy hiểu nhi là một cái rất người có tài hoa, thế mà có thế căn cứ khẩu thuật của người khác, liền đem một người bề ngoài không sai chút nào vẽ ra tới nàng suy nghĩ một chút mình cầm kỳ thư họa mọi thứ đều hiểu chỉ là đều không tin trừ xuất thân so với nàng tốt dường như thật cái gì cũng không sánh nổi nàng cho nên thượng quan huyền giật mới có thể coi trọng nàng không coi trọng mình đi hiểu nhi vẽ xong họa về sau liền về trong phòng của mình vì cái kia đấu độc giải thi đấu nàng cũng phải về không ở giữa cho mình nạp điện hơn nữa còn có rất nhiều thảo dược muốn trồng lại muốn chiếu cố hài tử bận biệu cực thượng quan huyền giật nhìn thoáng qua chân dung người ghi nhớ về sau, liền đem chân dung giao cho Triệu Dũng, để hắn truyền xuống, để phân bố tại Nam Cung Quốc các nơi người ghi nhớ gương mặt này, phát hiện cái này người, liền giết chết bất luận tội. Vài ngày sau, khi Nhi muốn dược liệu liền vận đến, giải dược rất đơn giản, trực tiếp sắc vạn dược nước, tại khai chiến trước uống xong là xong, khai chiến một ngày trước, lúc tờ mờ sáng. Hiểu Nhi cùng Hi Nhi đều giúp bếp nút ban binh sĩ trợ thủ, cùng một chỗ đem giải dược chịu ra tới. Hiểu Nhi còn vụn trộn đang thuốc giải bên trong thêm một điểm linh dịch, để phòng Nam Cung Quốc lần này dùng độc dược cùng lần trước không giống. Tại Hi Nhi cùng Hiểu Nhi sắc chế giải dược thời điểm, địch thiệu duy liền bắt đầu liên hệ tại trú đóng ở một địa phương khác Thượng quan Huyền Tuấn cùng Phong Kinh chuẩn bị sẵn sàng, giải dược tốt về sau, trừ một chút bản thân bị trọng thương thương binh. Cái khác vết thương nhẹ binh sĩ tại Hiểu Nhi mang tới thuốc trị thương trị liệu xong, thương thế cũng gần như khỏi hẳn. Mà Địch Thiệu Duy sớm tại Hiểu Nhi nói muốn thừa thắng xông lên thời điểm, liền hướng Nam cung quốc hạ chiến thư. Nam cung quốc hoàng cung, cung Khánh Hoa rất nhanh liền thu được 800 dặm khẩn cấp chiến thư, hắn xem hết trong tay chiến thư về sau, mạnh mẽ dùng sức đem chiến thư lắc tại quỳ trên mặt đất tướng quân trên thân. Hắn nhìn xem quỳ trên mặt đất tướng quân cắn răng mở miệng mà hỏi, "Ngươi không phải nói một trận mặc dù sông Dương huyện thất thủ, thế nhưng là quân địch cũng tử thương thảm trọng sao?" ngươi không phải nói bọn hắn không tu dưỡng hai ba tháng tuyệt đối không dám ra binh sao hiện tại mới qua vài ngày nữa nửa tháng đủ rồi sao hiện tại lại thu được chiến thư là chuyện gì xảy ra phải biết quân địch thương vong thảm trọng tốt xấu là chiến thắng đánh hạ thành trì chiến thắng phía kia đều thương vong thảm trọng chẳng lẽ chiến bại phía kia sẽ hoàn hảo vô khuyết sao bọn hắn nam cung quốc binh sĩ càng là song trọng thương vong thảm trọng có được hay không khẩu khí này còn không có chậm tới, đối phương lại hạ chiến thiếp. Đây là cho là bọn họ Nam Cung Quốc không có binh sĩ sao, Cung Khánh Hoa tức giận đến đau bụng, chưa đăng cơ trước, hắn làm sao không biết, phụ hoàng thủ hạ võ tướng, từng cái gần như là phế vật, liền cầm cũng sẽ không đánh, tên tướng quân kia quỳ trên mặt đất không dám nói lời nào, Cung Khánh Hoa hít sâu một hơi, ổn định tâm tình của mình mới mở miệng nói, Giang Đông huyện địa thế kỳ lạ, là chúng ta Nam Cung quốc phía đông trọng yếu nhất một cái quân sự pháo đài, nhất định phải bảo vệ tốt, nếu là thất thủ, các ngươi liền đưa đầu tới gặp đi, mặt tướng lĩnh mệnh. Hoàng thượng, lần này quân địch nhanh như vậy liền xuất binh, chúng ta lương thảo còn không có chuẩn bị kỹ càng, tên tướng quân kia tại Cung Khánh Hoa ánh mắt dưới, càng nói càng nhỏ âm thanh. Cung Khánh Hoa đương nhiên biết lương thảo không có chuẩn bị kỹ càng, không chỉ có lương thảo chưa chuẩn bị xong, hắn đều nghĩ không ra có cái gì là chuẩn bị kỹ càng. Lúc đầu dự định cướp đi quân địch lương thảo xung làm các binh sĩ quân lương, hắn coi là tốt xấu cũng có thế cướp đi hai đến ba lượt quân địch lương thảo, không nghĩ tới chỉ thành công một lần, liền bị người nhìn thấu, mà phải đi cướp lương binh sĩ ngược lại bị quân địch toàn giết. Hiện tại liền an trong phủ thân vương nội ứng, tất cả đều nhổ tận gốc, chương 1197, liên tiếp thất bại lệnh cung Khánh Hoa vô cùng nổi giận, thật là một đám ngu xuẩn, làm việc không mang đầu óc ngu xuẩn, còn có cung tử hiên làm việc cũng là không có đồng dạng ra dáng, vì cướp một đứa bé, mẫn trạch quốc trong hoàng cung mấy cái đinh gần như toàn bộ bị bắt tới, cái đinh hết rồi, hài tử nhưng không có cướp ra tới, hắn còn phái mười mấy tên sát thủ ám sát thượng quan huyền vật, mười cái đỉnh tiêm sát thủ, thế mà toàn bộ bị giết, đầu người còn muốn được đưa về đến treo ở trên tường thành, đây quả thực là đối với hắn lớn lao chế nhạo phải biết phụ hoàng lúc trước vì bồi dưỡng ra những sát thủ kia, tiêu tốn rất nhiều tài lực vật lực, nếu như kia mười mấy người, không phải đâm giết thượng quan huyền vật, mà là ám sát cái khác tướng lĩnh, đi ra thành công nhiệm vụ sau lại chết, cũng coi như chết có ý nghĩa, hiện tại vừa bồi dưỡng được đến, lần thứ nhất làm nhiệm vụ liền chết, cung thánh hoa cảm thấy lỗ lớn, cung tử hiên làm việc cũng là không mang đầu óc. Cung Khánh Hoa cảm thấy mình từ khi leo lên cái này hoàng vị về sau, muốn làm sự tình, mỗi một kiện đều không thành công quả thực quá không may mà rất nhiều chuyện đều là bởi vì cung tử hiên làm việc luôn luôn thất bại tạo thành hắn nghiêm trọng hoài nghi cung tử hiên không phải giúp hắn mà là đến dắt hắn chân sau cung khánh hoa đăng cơ cung tử hiên giả bộ bị cung khánh hoa hại chết những sự tình này đều là nam cung quốc hoàng thượng trước khi chết nghĩ tới mưu kế hắn muốn bọn hắn hai huynh đệ đồng lòng hợp tác trước đem mẫn trạch quốc cầm xuống sau đó thống nhất thiên hạ sau đó cung khánh hoa lại đem hoàng vị nhường ra đi đồng thời để cung khánh hoa ký tử thoái vị để thiền thánh chỉ cung khánh hoa đối với cái này tự nhiên là không có ý kiến bởi vì là hắn đăng cơ kế thừa nam cung quốc hoàng vị về phần thống nhất thiên hạ về sau thiên hạ này là ai đến lúc đó nhìn xem nắm đấm của ai cứng rắn rồi nói sao mà cung tử hiên sở dĩ đồng ý hắn có hắn suy tính phụ hoàng đem của huyền đại sư giới thiệu cho hắn mà hắn cũng bởi vậy biết một cái thiên đại bí mật coi như hiện tại để cung khánh hoa đăng cơ lại như thế nào Hắn chẳng qua là mượn hắn tay mau chóng cầm xuống thiên hạ này thôi, chỉ cần hắn đạt được vật kia, tương lai cái này hoàng vị nhất định là mình, mà nếu như cung Thánh Hoa hiện tại không đăng cơ, cung tử Hiên tin tưởng, hắn nhất định sẽ không giúp mình thống nhất thiên hạ, hắn thậm chí còn có thể nghĩ trăm phương ngàn kế, cướp đi mình quân chủ vị trí, cùng nó dạng này, không phải trước đồng ý mình phụ hoàng ý kiến, hai huynh đệ cùng một chỗ hợp tác, đem toàn bộ thiên hạ thống nhất, lại tính cung thánh hoa thoái vị để thiền thánh chỉ có thể giữ tại cung tử hiên trên tay, còn có nam cung quốc, phần lớn binh quyền đều tại cung tử hiên trên tay, bởi vì có hai thứ đồ này nơi tay, lại thêm hiểu nhi trên thân bảo gặp, cung tử hiên mới chịu đáp ứng mình phụ hoàng. Hiện tại hai huynh đệ hoàn toàn chính xác đồng tâm hiệp lực đối phó mẫn trạch quốc, chỉ là ngược lại ném nam cung quốc ba cái huyện, mà không phải cầm xuống mẫn trạch quốc ba cái huyện, cung tử hiên còn nói cái gì, rất nhanh về sau lương thực đều không cần sầu cung khánh hoa thế nào cảm giác chính mình cũng nhanh vì lương thực sầu bạch đầu cung khánh hoa cố đè xuống phiền não trong lòng mở miệng nói lương thực trước từ bách tính cùng thương nhân lương thực nơi đó mượn dùng rất nhanh trong đất lương thực liền có thể thu hoạch một trận nhất định phải đem quân địch trọng thương sau đó để bọn hắn không thể không nghỉ ngơi lấy lại sức một thời gian như thế quân ta khả năng chậm lại một hơi đông tấn quốc bên kia lương thực đoán chừng qua một tháng nữa cũng đưa đến để các binh sĩ không muốn hoảng hốt hắn biết hiện tại không thể tự loạn chân Phật, không phải càng thêm dễ dàng dao động quân tâm, vâng. Một tháng sau mới có lương thực. Đây chính là nguyệt chết đói người. Trên đất tướng quân nghĩ thầm, lại phái người đi hướng ly tộc người mua một chút độc phấn, giang đông huyện trận này chiến dịch tuyệt đối không thể đánh bại, nhất định phải giết địch quân không chừa mảnh giáp, vâng. Lập tức tuyên mấy vị tướng quân đến thảo luận một chút một trận chiến này đến tục cùng nên như thế nào đánh mới có thể đem mẫn Trạch Quốc binh sĩ đánh tới hoa rơi nước chảy, lần này chỉ chỉ có thể thắng không cho phép bại. Cung Khánh Hoa nhanh chóng ra lệnh, "Vâng, đi xuống đi." Cung Khánh Hoa liên tiếp hạ mấy cái mệnh lệnh, sau đó mới khiến cho hắn lui ra. Tên tướng quân kia tranh thủ thời gian lui xuống đi thu xếp, đợi cho người lui ra về sau, Cung Khánh Hoa lại hỏi Sau Lưng Thái giám, "Có hoàng huynh tin tức sao?" Hắn lại chạy tới nơi nào rồi? "Để người đi tìm một cái hắn." hắn đáp ứng cốt lương thực đều vận đi chỗ nào, nô tài lập tức phái người đi liên lạc một chút. Thái giám tranh thủ thời gian thừa cơ đi ra ngoài, theo một tòa một tòa thành trì thất thủ, hoàng thượng càng ngày càng gắt gỏng, càng ngày càng khó hầu hạ. Mà cung tử hiên giờ phút này đến tột cùng ở nơi nào, cung tử hiên cùng cổ huyền đại sư giờ phút này ngay tại tiến đến trời huyện trên đường, cổ huyền đại sư ngày nào đó đêm xem sao trời, phát hiện mẫn trạch quốc đem tin, phúc tinh đều có biến động vị trí dấu hiệu bọn hắn biết thượng quan huyền giật cùng hiểu nhi đây là tới nam cung quốc cổ huyền tại hoàng lăng lân cận bày ra cổ trận để phòng có người xông vào phá hư đồ vật bên trong trận pháp bày tốt về sau hai người cấp tốc chạy tới trời huyện bọn hắn có việc muốn đi nơi đó xử lý không nghĩ tới nửa đường phát hiện có người theo dõi bọn hắn cổ huyền võ công rất lợi hại thượng quan huyền giật phái đi người căn bản không phải đối thủ tự nhiên là bị bắt giữ hắn vừa vặn hắn thiếu một cái thượng quan huyền vật tín nhiệm người đến dùng thật là đi mòn góc sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu cung tử hiên lần này tiến đến trời huyện là mang lên thượng quan uyển như còn có linh nhi quận chúa đứa bé kia trên đường đi thượng quan uyển như đều ôm lấy linh nhi quận chúa hài tử không nỡ buông tay mặc dù là một cái bé gái nhưng cùng chuyên nhi dáng dấp có chút tương tự chỉ là làn da có chút đen thân thể cốt cách quá mức gầy yếu cung tử hiên nói là đây là người hoa lâu nữ tử vì cung khánh hoa sinh hạ hài tử bởi vì là hoa lâu nữ tử cung khánh hoa cũng không thừa nhận hắn thấy đứa nhỏ này dáng vẻ dáng dấp có điểm giống chuyên nhi cảm thấy hẳn là hoàng gia huyết mạch bởi vì lúc sinh ra đời tiên thiên không đủ bị mẹ nàng vứt bỏ hắn lo lắng hoàng tộc huyết mạch lưu lạc bên ngoài liền ôm trở về đến nuôi bởi vì đứa nhỏ này dáng dấp cùng chuyên nhi mặt mày thật có chút giống mà cung khánh hoa cùng cung tử hiên hai người nhất giống địa phương chính là mặt mày, cho nên thượng quan viễn như tin, nàng đem đối chuyên nhi tưởng niệm chuyển dời đến đứa nhỏ này trên thân. Cung tử hiên nhìn xem thượng quan viễn như ôm lấy hài tử dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy ôn nhu, tản ra mẫu tính quan huy, cung tử hiên nhịn không được đưa tay đưa nàng kéo, chúng ta đi rời huyện làm gì? Thượng quan viễn như lúc này mở miệng hỏi, nhìn xem nơi đó có người hay không có thể trị hết đứa nhỏ này tiên thiên không đủ thần y nói, nàng chỉ có một tháng mệnh, thượng quan viễn như nghe lời này ôm lấy hài tử tay nắm thật chặt, lại là một cái hài tử đáng thương, thái tử, nhất định phải nghĩ biện pháp chữa khỏi nàng A, à, cung tử hiên nhẹ gật đầu, tốt, nhất thời hai người đều không nói gì, thượng quan viễn như nhìn xem trong ngực hài tử mặt mày, nghĩ đến chuyên nhi cùng đứa nhỏ này khác nhau, cung tử hiên cũng nhớ tới chuyên nhi, hắn nhìn thoáng qua trong ngực bộ dáng trong lòng hơi động, viễn như, chúng ta lại muốn một đứa bé đi dứt lời, môi của hắn liền dán lên cổ nàng, hài tử còn ở đây. Thượng quan viễn như né tránh, đỏ mặt nói, ngủ, thả lại trong trứng nước chẳng phải được, cung tử hiên ôm hài tử qua thả trong trứng nước, xe ngựa rất rộng rãi, thượng quan uyển như cố ý phân phó người ở trên xe ngựa thả một cái cái nôi, thuận tiện hài tử đi ngủ, chương 1198, hai quân muốn giao chiến, trống trải trên đồng cỏ, năm vạn bộ binh, năm vạn kỵ xạ binh, hết thảy 10 vạn binh mã đang nghe địch thiệu duy phát biểu, thượng quan huyền giật một thân áo giáp đứng ở một bên nhìn xem, hiểu nhi cũng một thân áo giáp lại tại vừa cùng bếp nút ba người tại phân giải thuốc, các huynh đệ, chúng ta một hồi liền muốn tiến đánh Giang Đông huyện, Giang Đông huyện là một đạo tấm bình phong thiên nhiên, dễ thủ khó công, chỉ cần đưa nó đánh hạ, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế, chúng ta giữ vững tinh thần. Hôm nay Thụy Vương cùng bản tướng tự mình lãnh binh, một cổ làm khí, Thế muốn đem Giang Đông huyện đánh hạ, chỉ cần đánh hạ Giang Đông huyện, như vậy chúng ta trước đó đánh hạ huyện liền có thể gối cao không lo. Chúng ta có thể tại Trạch Châu bên trong tâm trồng lương thực, có lương thực mọi người cũng không nên lo lắng tiếp xuống tiếng đánh những thành trì khác, Triều Đình vận chuyển lương thảo trễ, liền không có cơm ăn. Mọi người nghe lời này đồng đều cười, có ít người lớn tiếng trả lời, tướng quân, chúng ta chưa từng có lo lắng không có cơm ăn. Hiện tại chúng ta mẫn trạch quốc cái gì cũng không nhiều lương thực nhiều a, à, triều đình nhiều lương thực, núi này trường thủy xa, nửa đường bị người đoạt, không phải cũng là không có cơm ăn sao. Không có cái gì so trồng ở bên người càng kiên cố đúng không? Địch Thiệu Duy nói, các binh sĩ tranh thủ thời gian lớn tiếng nói, tướng quân nói đúng, Địch Thiệu Duy tiếp lấy la lớn, cho nên không nghĩ đói bụng, liền cho ta liều mạng đánh, các binh sĩ cao giọng đáp lại, liều mạng đánh, Địch Thiệu Duy tiếp tục la lớn, nghĩ về nhà sớm ôm nương tử, lấy vợ, liền cho ta liều mạng đánh, các binh sĩ, liều mạng đánh. Về nhà ôm, lấy vợ, địch thiệu duy, muốn thăng quan phát tài liền cho ta liều mạng đánh, các binh sĩ, thăng quan phát tài, đánh. Đánh. Đánh, hiểu nhi một bên đem giải dược một bát một bát bày ra tốt, sau đó nhìn quần tình sụp sôi đám binh sĩ, nghe địch thiệu duy cổ vũ binh lính lời nói, nhịn không được khóe miệng giật một cái. Cái này liền về nhà ôm nương tử đều tính được là bên trên Cổ Vũ Sĩ khí nói chuyện sao? Địch Đại Ca liền không thể nghĩ một điểm cao đại thượng đến Cổ Vũ lòng người sao? Hiểu nhi nghe Địch Thiệu Duy, nhịn không được che mặt, đây đều là các binh sĩ tiếng lòng a. Ai không muốn sớm ngày kết thúc chiến sự về nhà ôm nương tử hoặc là lấy vợ. Lời nói chỉ cần nói đến các binh sĩ trong tâm khảm, liền có thể đưa đến Cổ Vũ sĩ khí tác dụng, một bếp nút ban binh sĩ nói: cái tên lính này bởi vì đi đứng một liền, lui ra tiền tuyến đi vào bếp nút bang, hiểu nhi nghe lời này vậy mà cảm thấy phi thường có đạo lý, các binh sĩ đều là không có đọc qua cái gì sách người, nói quá nhiều đại đạo lý cũng không hiểu, rất nhiều binh sĩ đều là bởi vì trong nhà nghèo quá, đọc không dạy nổi sách, lại nghĩ liều ra một phần tiền đồ, mới làm lính, đương nhiên rất nhiều người cũng là bởi vì cần phục nghĩa vụ quân sự mới làm lính, nhưng là vô lượng bọn hắn làm lính nguyên nhân là cái gì? đều không thể rời đi trong nhà nghèo ăn cơm no thăng quan phát tài chính là giấc mộng của bọn hắn trời thời gian dần qua sáng các binh sĩ mỗi người tiến lên lĩnh một bát giải dược ăn tại bọn hắn xuất phát trước xa xa quân địch tù và âm thanh liền vang lên hiển nhiên quân địch đã chuẩn bị kỹ càng đồng thời tại hướng bọn hắn thị uy chỉ là giữ vững tinh thần lại mà suy ba mà nghĩ đợi cho quân địch nổi trống tiếng vang lên ba lần địch thiệu duy mới nói lên lên đại quân đi theo phụ họa. Địch Thiệu Duy là chủ tướng, hắn ra lệnh một tiếng liền dục ngựa tiến lên, hắn một ngựa đi đầu chạy trước tiên. Thượng quan huyền giật cùng Hiểu Nhi đồng đều mặc vào chiến bào đóng vai thành binh lính bình thường đi theo địch Thiệu Duy sau lưng. Giang Đông huyện rời xa thành trì bên ngoài một khối trên đất trống, hai quân rốt cục gặp nhau, hai binh một gặp nhau, chém giết liền bắt đầu. Nam cung quốc binh sĩ lại giống lần trước như thế, hướng bẩn trạch quốc binh sĩ vung độc phấn, các binh sĩ vì né tránh độc phấn cùng né tránh nam cung quốc binh sĩ công kích rất nhanh trận hình liền loạn, bên trên một trận chiến tình cảnh lại xuất hiện, những cái kia độc phấn, lệnh mẫn trạch quốc binh sĩ một bên bắt ngứa, một bên nghênh chiến, chưa tới một khắc đồng hồ liền bị nam cung quốc binh sĩ đánh cho nhau nhau trốn tránh, trận hình toàn loạn, rất có một chút quân lính tan rã xu thế, nam cung quốc các tướng sĩ thấy này sĩ khí phóng đại, nam cung quốc khương tướng quân thấy thế liền lớn tiếng nói, giết cho ta, đem mẫn trạch quốc những cường đạo này giết cái không chừa mảnh giáp đuổi ra chúng ta Nam Cung Quốc để bọn hắn biết chúng ta không phải dễ khi dễ địch thiệu duy thấy thế vội vàng nói Nam Cung Quốc quá không muốn mặt lại hạ độc chúng ta rút, cương tướng quân nghe địch thiệu duy xì một tiếng kinh miệt các ngươi càng không biết xấu hổ thế mà nghĩ xâm chiếm chúng ta Nam Cung Quốc lãnh thổ hôm nay ta liền muốn nói cho các ngươi dám xâm chiếm chúng ta Nam Cung Quốc chúng ta liền để các ngươi có đến mà không có về. Các huynh đệ, giết cho ta, giết. Đem những cái này mẫn trạch quốc giết cái không chừa mảnh giáp, đem bọn hắn chạy về mẫn trạch quốc, để bọn hắn mãi mãi cũng không dám xâm lược chúng ta Nam Cung quốc. Lại một phó tướng lập lại, mọi người tranh thủ thời gian rút, lần này đoán chừng độc dược đã sử dụng hết, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, ta cũng không tin Nam Cung quốc nhiều như vậy độc dược, chờ lần sau chúng ta lại xuất binh. Nhất định đem Nam Cung những cái này không muốn mặc, bị cắn ngược lại một cái đồ chó người, giết cái không chừa mảnh giáp. Địch Thiệu Duy dẫn theo các binh sĩ hướng Sơn Cốc Phương hướng triệt binh. Địch Thiệu Duy cố ý nói chuyện lừa dối quân địch tướng lĩnh, để hắn coi là lần này xuất binh, là cố ý lãng phí độc dược của bọn hắn. Mẫn trạch quốc binh sĩ tranh thủ thời gian theo dự định địa phương chạy, Nam Cung quốc tướng lĩnh thấy này lộ ra một vòng cười lạnh, đuổi theo, nhanh lên, khương tướng quân một ngựa đi đầu đuổi tới. Nam cung quốc binh sĩ đuổi theo sát, qua sơn cốc, Khương tướng quân nhìn xem mẫn trạch quốc đám binh sĩ đạp lên kia một mảnh tử vong thảo nguyên, mới kìm lại cương ngựa, giơ lên một cái tay la lớn, "Ngừng!" Nam cung quốc binh sĩ ngừng lại, Khương tướng quân xoay đầu lại, "Mọi người tại cốc khẩu tại chỗ đóng quân, mai phục tốt, nếu là có mẫn trạch quốc binh sĩ chạy về đến, liền giết cho ta không xá, chúng ta nhất định phải đem mẫn trạch quốc cái này 10 vạn binh mã, toàn bộ tiêu diệt, một cái cũng không lưu lại." Một tên cũng không để lại. Một tên cũng không để lại. Lần thứ nhất đem mẫn trạch quốc binh sĩ đánh tới quân lính tan rã, liền trận hình đều bảo trì không được, cuối cùng chạy trối chết, nam cung quốc binh sĩ sĩ khí chưa từng có tăng vọt. Đại tướng quân, những cái này độc phấn thực sự quá lợi hại, dọa đến mẫn trạch quốc binh sĩ nhao nhao tránh né, liền trận hình cũng bảo trì không được, quên tẩu vị, một phó tướng cao hứng đối khương đại tướng quân nói, ai cũng biết Mẫn trạch quốc bài binh bố trận vẫn luôn là rất lợi hại, một khi thành trận, quả thực có thể nói là đánh đâu thắng đó, mà bây giờ mẫn trạch quốc binh sĩ hiển nhiên là sợ bọn hắn độc phấn, binh lính của bọn hắn bung ra, dọa đến bọn hắn chỉ lo né tránh, nếu như vẫn luôn dùng những cái này độc phấn, tin tưởng mất đi mấy huyện, rất nhanh liền có thể đoạt lại. Khương tướng quân trong lòng mặc dù cũng cao hứng, nhưng là trong lòng của hắn ẩn ẩn dâng lên một cổ bất an, luôn cảm thấy địch thiệu duy đang lừa gạt, thế là hắn nói, mọi người không muốn phớt lờ, nói không chừng quân địch có nổ, nơi đó là tử vong thảo nguyên, chỉ cần đi vào chính là vừa đi không quay đầu lại. Coi như bọn hắn có người phát hiện dị dạng, đi trở về, chúng ta thủ tại chỗ này, đem bọn hắn giết cái không chừa mảnh giác, đối lần này mẫn trạch quốc binh sĩ chết chắc, trước sau đều là một con đường chết, chương 1199, Nam Cung quốc binh sĩ liền chờ tại trong sơn cốc, bọn hắn chờ mẫn trạch quốc binh sĩ phát hiện tử vong thảo nguyên không ổn sau đó lui về đến, một khi phát hiện quân địch lui về đến, bọn hắn liền dự định giết bọn hắn không chừa mảnh giác, mà mẫn trạch quốc binh sĩ bước vào tử vong thảo nguyên sau thì thế nào đâu, lần này hiểu nhi cùng thượng quan huyền giật mang theo các binh sĩ đi ở trước nhất, liền xem như đầm lầy vũng bùng, kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ thật sâu vũng bùng bị che giấu tại cây rong phía dưới. Cũng có một chút địa phương là rắn chắc, người đi ở phía trên là không có chuyện gì, chỉ có điều mênh mông cỏ dại phía dưới, mắt thường khó mà phân chia thôi. Trước kia những cái kia không cẩn thận rơi vào vũng bùn người, bởi vì đối đầm lầy không hiểu, không biết càng dãy dụa càng là sẽ hãm sâu vũng bùn, mới có thể mất mạng. Mọi người đem trên thân mang dược hoàng ăn, sau đó cùng tốt người phía trước, đừng chạy loạn khắp nơi, những cái này dưới cỏ mặt có thật nhiều lớn nhỏ không đều nhiều sâu vũng bùn, rơi vào đi, rất khó thoát thân. Mọi người nghe hiểu nhi nhắc nhở, từ trong ngực xuất ra dược hoàng ăn hiện tại vẫn là sáng sớm, vừa rồi đi ngang qua sơn cốc thời điểm, chứng khí vẫn có chút nặng, ăn cái này dược hoàng chính là dự phòng các binh sĩ chứng khí trúng độc, mảnh này bãi cỏ tình huống, đêm qua đã cùng các binh sĩ nói qua. Mọi người cũng biết không thể tùy ý đi loạn, đếm qua dược hoàng về sau, mọi người liền tự giác xếp hàng từng cái theo sát tại người phía trước sau lưng đi, liền nam cung quốc người đều không dám xông vào nhập vũng bùng, bọn hắn làm sao dám chạy loạn. Hiểu Nhi có ba ngày trợ giúp, nàng tự nhiên có thế né tránh những cái kia vũng bùng, mang theo đại quân như dẫm trên đất bằng đi qua cái này một mảnh thảo nguyên, sau đó tiến rừng rậm, đi vào rừng rậm cái nào đó địa thế hơi cao một chút địa phương, hiểu nhi liền hạ lệnh đại quân tại chỗ đóng quân lên, tướng quân, làm sao bây giờ? Có phó tướng chạy tới hỏi địch thiệu duy, chờ. Địch thiệu duy chỉ về hắn một chữ, phiến rừng rậm này hẳn là có thật nhiều động vật, mọi người có thể chuẩn bị con mồi đến ăn chúng ta muốn tại trong rừng rậm nghỉ ngơi mấy ngày. Hiểu Nhi cũng không nói đến cụ thể muốn nghỉ ngơi mấy ngày, miễn cho mọi người cảm thấy nàng quá thần. Thượng quan huyền giật tại tối hôm qua liền mang theo đồ vật đi vào cái này rừng rậm, trên mặt đất thế cao nhất địa phương dựng lên một cái lều vải. Tối hôm qua hắn liền biết đại quân cần phải ở chỗ này đóng quân mấy ngày, vì không để Hiểu Nhi ngủ ngoài trời giả ngoại, hắn đeo một cái túi lớn phục, một mình lại tới đây chống lên một cái lều vải thuận tiện tại trong lều vải cất đặt một chút đồ ăn, sau đó tại lân cận lại bố trí một cái trận, để phòng giả thú hoặc là có người xâm nhập tới. Các binh sĩ đóng trại về sau, hắn kéo hiểu nhi, hướng địa thế cao hơn địa phương đi đến, địch thiệu duy thấy hai người đi ra, đuổi theo sát. Thượng quan huyền giật quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, cút, địch thiệu duy rất là chân chó cười nói, đừng như vậy. Ta biết ngươi đêm qua mang theo bao lớn bao nhỏ tới đây. Ta chỉ là đến đòi ăn chút gì, cầm tới ăn ta lập tức liền cút. Ta nhanh chết đói, địch thiệu duy nói xong lời này, vô cùng đáng thương nhìn xem hiểu nhi, vừa vặn ta có lời muốn đối địch đại ca nói, để hắn cùng nhau tới đây đi, thượng quan huyền giật nghe lời này mới không có lại nói cái gì. Địch thiệu duy đi theo phía sau hai người đến thượng quan huyền giật cố ý sớm vì hiểu nhi dựng lều vải, hắn nhìn xem bên trong cất đặt hoa quả cùng thịt bò khô loại hình ăn uống, mắt đều sáng, Móa không biết còn nghĩ đến đám các ngươi hai vợ chồng là đến ăn cơm giả ngoại, ai có thể nghĩ tới ngươi cái này người đánh trận thế mà cũng sẽ sớm chuẩn bị tốt nhiều đồ như vậy, quả nhiên là cái rùa lông người. Thượng quan huyền giật nghe thấy địch thiệu duy nói mình là rùa lông người, một cái đau mắt liền đảo qua đi, địch thiệu duy dọa đến tranh thủ thời gian đổi giọng, ta nói sai, nha đầu, ngươi thật quá hạnh phúc, gã một cái lịch sử hướng phía trước 300 năm, lịch sử về sau 300 năm cũng không tìm tới tốt tướng công trên đời này có nam nhân kia có thể vì nương tử của mình nghĩ đến như thế chu đáo a à. địch thiệu duy lời này không phải nói đùa hắn cũng yêu thương minh tĩnh nhã nhưng là hắn tự nhận không có thượng quan huyền dật làm được cẩn thận chu đáo địch thiệu duy tranh thủ thời gian cầm lấy một con tuyết lê liền gặm một cái buổi sáng không có uống nước hắn nhanh chết khác đúng thế ánh mắt của ta đặc biệt tốt tại ngàn năm trong dòng sông lịch sử chọn như thế một vị cực phẩm sau đó xuyên qua ngàn năm qua đến bên cạnh hắn làm nương tử của hắn, hắn còn không dám không đối ta được không? Không sợ ta vung hắn a, à, xuyên việc về đi ngàn năm về sau a. À. Hiểu Nhi nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật nói, Địch Thiệu Duy nghe Hiểu Nhi không cẩn thận bị Tuyết Lê nghẹn lấy, hắn cảm thấy mình cầm 300 năm qua nêu ví dụ đã đủ khoa trương, không nghĩ tới Hiểu Nhi thế mà cầm lên ngàn năm qua nêu ví dụ, còn xuyên qua tới, nàng cho là nàng là thần tiên a, à, cực phẩm. Thượng Quan Huyền Giật nghe lời này mặt đen lại, đây quả thật là đang tán thưởng mình sao? Địch Thiệu Duy còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là Thượng Quan Huyền Giật lại không vui lòng hắn tiếp tục quấy rầy mình cùng nha đầu thế giới hai người, vì vậy nói, ăn no còn chưa cút, Địch Thiệu Duy cũng là thức thời, hắn lo lắng hắn tiếp tục tiếp tục chờ đợi, ngày mai liền cái gì đều không vớt được đến ăn, hắn tranh thủ thời gian lại đi trong giỏ sách cầm mấy khối thịt bò khô, một con quả táo, sau đó trượt đợi cho địch thiệu duy rời đi về sau, thượng quan huyền giật lại đi lân cận đem trận pháp bố trí phải càng thêm phức tạp một chút, sau đó mới trở lại trong lều vải. Nghiêm chỉnh mà nói cái này lều vải thượng quan huyền giật là vì hiểu nhi thuận tiện mang mấy đứa bé ra không gian chơi, mà dựng, trong lều vải, hiểu nhi đã tiến không gian cho ăn no hài tử, hiện tại đem mấy đứa bé mang ra không gian, để chính bọn hắn chơi. Hai ngày này bọn nhỏ đều chưa từng gặp qua thượng quan huyền giật, hiện tại vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, mấy đứa bé đều vươn tay, muốn hắn ôm, thượng quan huyền giật từ nhỏ đến lớn, từng cái ôm bọn hắn một hồi, hai người tại trong lều vải bồi hài tử chơi nửa cái thời điểm, thẳng đến hài tử mệt mỏi, hống bọn hắn nằm ngủ, sau đó bọn hắn mới ra lều trại, đi cùng các binh sĩ cùng một chỗ đi săn, mười vạn binh sĩ, một mực đang trong rừng rậm đợi hai ngày, ngày thứ hai chạng vạn tối, hiểu nhi nhìn thoáng qua phương Tây Thiên Không. Sau đó đối địch Thiệu Duy nói, địch đại ca ta cùng thượng quan đại ca lĩnh năm vạn tinh kỵ binh vòng qua rừng rậm chạy về giang đông huyện tiếp ứng ba hoàng huynh người mang theo năm vạn bộ binh ở đây ôm cây đợi thỏ hậu thiên trước kia trở lại sơn cốc đem ý đồ chạy trốn nam cung quốc binh sĩ chặn giết địch thiệu duy nghe lời này tranh thủ thời gian kêu gọi tinh kỵ binh tập hợp đi theo thượng quan huyền giật rời đi các binh sĩ đối với đi đường suốt đêm dạng này sự tình đã thành thói quen tất cả mọi người không nói gì thêm lập tức mặc trên người áo giáp cầm vũ khí lên, bên trên chiến mã sau đó liền xuất phát, năm vạn tinh kỵ binh trong đêm vòng qua một cái ngọn núi, đi vào một chỗ chân núi, bọn hắn đi đường thời điểm nửa đêm liền hạ lên mưa to, mãi cho đến hừng đông đều không có dừng lại, Hiểu Nhi dựa vào ban ngày nhắc nhở, biết hôm nay sẽ hạ mưa, Hiểu Nhi chính là muốn thừa dịp trời mưa thời gian đi đường, bởi vì trời mưa thời gian đi ra ngoài người ít, bọn hắn đi là đường núi, gặp gỡ người khả năng càng ít, dạng này các binh sĩ hành tung liền sẽ không bộc lộ ra đi. Liên tục một ngày một đêm mưa rào xối xả, các binh sĩ ngày đêm đi đường, Hiểu Nhi dựa vào ban ngày nhắc nhở, mang theo mọi người cùng nhau tránh thoát nơi có người, năm vạn binh sĩ, rốt cục xuyên qua rừng rậm trở lại Giang Đông huyện, chương 1200, Nam Cung quốc binh sĩ tại trong sơn cốc chờ hai ngày, thế mà không có một sĩ binh trở về trốn, Nam Cung quốc khương tướng quân nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ quân địch xuyên qua trong truyền thuyết tử vong thảo nguyên một họ triệu phó tướng nghe lời này lập tức phủ nhận, không có khả năng, từ xưa tới nay chưa từng có ai trở ra, còn có thế ra tới, trong thảo nguyên cũng không biết có đồ vật gì tồn tại, nói không chừng toàn quân bị diệt, ta cảm thấy quân địch không có khả năng xuyên qua tử vong thảo nguyên, nhưng là toàn quân bị diệt cũng là không thể nào, không có chết người, đại khái núp trong bóng tối, chờ chúng ta triệt binh, sau đó mới chạy trốn đi. Một tên khác họ trương phó tướng phân tích nói, Khương tướng quân nghe lời này, cảm thấy trương phó đem phân tích phải có đạo lý, liền quyết định lại tại núi này thượng đẳng là một hai ngày, không nghĩ tới đêm hôm ấy thế mà hạ lên mưa rào tầm tả, cái này mưa mãi cho đến hừng đông đều không có ngừng. Triệu phó đem đối khương tướng quân nói, tướng quân, trời mưa phải như thế lớn, chúng ta muốn hay không trong đêm rút lui a? À? không thể, cũng là bởi vì trời mưa phải như thế lớn, nói không chừng mẫn trạch quốc binh sĩ rốt cuộc chịu không được, sẽ từ tử vong trong thảo nguyên trốn tới đâu, đã đợi lâu như vậy, Khương tướng quân quyết định lại đợi thêm một hai ngày. Nam cung quốc binh sĩ trong núi đội mưa chờ một ngày một đêm, quả thực là một cái mẫn trạch quốc binh sĩ đều không có chờ đến, lại chờ đến mẫn trạch quốc thượng quan huyền tuấn mang theo 10 vạn binh mã công thành. Khương tướng quân nghe lời này mặt soát một chút liền trợn nhìn xuống tới, trúng kế, khó trách cái này một trạm đánh cho như thế nhẹ nhõm, không đến nửa canh giờ, quân địch trận hình liền tán, địch thiệu duy lập tức dẫn binh sĩ chạy trốn, hóa ra là nghĩ dẫn ra bọn hắn, để thượng quan huyền tuấn lãnh binh công thành, cốt một cái địch thiệu duy cố ý nói chuyện lừa dối mình. Hại mình cho là bọn họ xuất binh là vì dùng hết bọn hắn độc phấn, năm vạn binh sĩ công thành. Binh lính thủ thành mặc dù có năm vạn, nhưng là nếu là địch thiệu duy kia 10 vạn binh sĩ không có chết, mà là bị bọn hắn may mắn vòng qua tử vong thảo nguyên, xuyên qua rừng rậm trở lại Giang Đông huyện, kia Giang Đông huyện thành hồ liền nguy, mẫn trạch quốc binh sĩ công thành, rút. Nhanh đi về cứu thành. Khương tướng quân dùng hết toàn lực lớn tiếng la lên, Nam Cung quốc binh sĩ cũng biết đại sự không ổn, mọi người tranh thủ thời gian tập đội, chạy trở về cứu thành. Nam Cung quốc binh sĩ đuổi lúc trở về, Thượng quan Huyền Tuấn chính chỉ huy cung tiễn thủ bắn giết trên tường thành binh sĩ, trên tường thành binh sĩ cũng không ngừng hướng phía dưới tường thành binh sĩ bắn tên, trong lúc nhất thời trên bầu trời loạn tiễn so hạt mưa còn muốn dày đặc, giết. Khương tướng quân la lớn thượng quan huyền tuấn nhìn thoáng qua chạy tới nam cung quốc binh sĩ nhếch miệng lên lộ ra một vòng cười lạnh chờ các ngươi thật lâu các huynh đệ lên lần này mục tiêu của chúng ta là không chừa mảnh giáp một cái cũng không được bỏ qua thượng quan huyền giật dùng nội lực đem thanh âm đẩy đưa ra ngoài để mỗi một sĩ binh đều nghe thấy giết một tên cũng không để lại mẫn trạch quốc binh sĩ tranh thủ thời gian lớn tiếng đáp thế là hai quân mãnh liệt chém giết Nam cung quốc binh sĩ tại trong sơn cốc thủ hai ngày, sau đó lại xối một ngày một đêm mưa, vừa mới lại cấp tốc chạy mấy chục dặm con đường, chạy tới, đã sớm mệt nhoài, lại như thế nào là đã sớm dọn xong trận hình, chờ ở chỗ này mẫn trạch quốc các binh sĩ địch thủ, chỉ là trên chiến trường, không phải chơi đùa, không để ý liền mất mạng, Nam cung quốc đám binh sĩ, dùng hết toàn mệnh bắt đầu phản kháng, chẳng qua coi như bọn hắn dùng hết toàn mệnh, Nam cung quốc binh sĩ đều lấy tốc độ cực nhanh đổ xuống thương tướng quân mắt thấy tình thế không ổn đang nghĩ hạ lệnh triệt binh chỉ là lúc này thượng quan huyền vật cùng hiểu nhi cũng mang theo năm vạn tinh kỵ binh đuổi tới thật là nhà dột còn gặp mưa để lọc thuyền càng bị ngược gió lên thượng quan huyền vật thêm một cái chữ cũng không có trực tiếp lạnh lùng nói có năm vạn tinh kỵ binh gia nhập nam cung quốc binh sĩ đổ xuống phải càng nhanh mắt thấy khắp nơi đều có nam cung quốc binh sĩ thi thể trong giao chiến nam cung quốc binh sĩ thân ảnh là càng ngày càng ít khương tướng quân nghĩ đến dẫn đầu các binh sĩ xông về trong thành, thế nhưng là ngoài cửa thành trông coi lít nha lít nhíp mẫn trạch quốc binh sĩ, cửa thành vừa mở, binh lính của mình còn không có trốn vào đi, mẫn trạch quốc binh sĩ đoán chừng liền đã xông đi vào, dạng này thành trì liền tự sụp đổ. vào thành là không thể nào, thế nhưng là nếu như không vào thành, hắn mang theo các binh sĩ chạy trốn, giang đông huyện huyện thành liền sẽ bị mẫn trạch quốc binh sĩ đánh hạ. hắn mang theo binh sĩ là tới cứu thành, dạng này chạy trốn tính là gì? thế nhưng là nếu như không chạy trốn, dưới tay hắn 10 vạn binh sĩ liền một cái cũng không lưu lại. Sau đó Giang Đông huyện như thường bị mẫn trạch quốc binh sĩ đánh hạ, Khương tướng quân rất có điểm đâm lao phải theo lao cảm giác, hắn hiện tại có chút hối hận, lúc trước hắn làm sao liền đầu óc rút gân, canh giữ ở sơn cốc chờ lấy chặn giết trở về chạy trốn mẫn trạch quốc binh sĩ đâu, hiện tại lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Trên tường thành tướng lĩnh nhìn xem nam cung binh sĩ bị đánh cho hoa rơi nước chảy, chỉ kém không chừa mảnh giáp, trong lòng cũng của hắn là sốt ruột không thôi, làm sao bây giờ, chẳng lẽ mở cửa thành phái các binh sĩ ra ngoài chậm giúp sao, thế nhưng là, hắn nhìn thoáng qua thủ vững ở trước cửa thành đến hàng vạn mà tính quân địch, do dự, nếu là không ra cửa thành, quân địch nghĩ đánh hạ thành trì vẫn là không dễ dàng, nói không chừng liền có thể chờ đến viện binh đến rồi. Dạng này Giang Đông huyện liền có thể cứu, thế là hắn đối khương tướng quân hô to, rút. Đi chuyển viện binh. Khương tướng quân nghe lời này, mới phản ứng được, đúng. Trở về viện binh. Mắt thấy càng ngày càng nhiều binh sĩ đổ xuống lại không rút lui, liền thật cái gì cũng không có, hắn vội vàng nói, rút. Sau đó hắn liền một ngựa đi đầu hướng tử vong thảo nguyên phương hướng rút lui. Đã vừa rồi mẫn trạch quốc binh sĩ có thể ở nơi đó rút lui, nói rõ tử vong thảo nguyên nơi đó còn là có đường sống. Nam cung quốc binh sĩ nghe thấy khương tướng quân, tất tốc rút lui, truy. Thượng Quan Huyền dật cấp tốc đuổi tới, thế là Nam cung quốc binh sĩ ở phía trước chạy trốn, Mẫn Trạch quốc binh sĩ liền ở phía sau theo đuổi không bỏ. Đợi đi vào nơi Sơn Cốc, Khương tướng quân mắt trợn tròn. Địch Thiệu Duy mang theo các binh sĩ chờ ở Sơn Cốc, hắn nhìn xem mắt trợn tròn Khương tướng quân, nụ cười dị thường sáng lạng nói: "Khương tướng quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" À. Khương tướng quân cái này mới phản ứng được, vừa rồi Mẫn Trạch quốc chạy tới toàn bộ đều là tinh kỵ binh một cái bộ binh đều nhìn không thấy nguyên lai toàn bộ đều chờ ở chỗ này mẫn trạch quốc đã sớm bố trí tốt đem bọn hắn tất cả đường lui đều phá hỏng trước có sài lan phía sau có truy binh trái phải là núi cao bọn hắn trừ chạy lên núi còn có thế thế nào chạy mọi người chạy lên núi khương tướng quân tất tốc hạ mệnh lệnh các binh sĩ phân biệt hướng hai bên trên ngọn núi lớn chạy trốn đây là đường ra duy nhất địch thiệu duy lộ ra một vòng dẻo cợt hắn cao hứng phun ra hai chữ, bắn tên, mẫn trạch quốc binh sĩ cấp tốc hướng lui về phía sau, sau đó, mai phục tại trên núi binh sĩ liền hướng nhất trực hướng trên núi bò Nam Cung quốc binh sĩ bắn tên, lít nha lít nhíp mưa tên bắn đi ra, Nam Cung quốc binh sĩ trúng tên sau lại hướng về sau đổ, đem theo ở phía sau người đụng ngã, sau đó cùng một chỗ lăn xuống núi, giết. Cho ta giết ra một đường máu. Khương tướng quân thấy này khí đỏ mắt, lớn tiếng nói một trận kịch chiến lại bắt đầu, tiếng chém giết liên tiếp, dọa đến trong núi chim chóc đều bay nhảy chiếc cánh này bay đi, thật lâu, đao quan kiếm ảnh, kêu trên khắp nơi mới bình tĩnh lại.